Mạnh Thư xuyên qua đến thế giới huyền nghi kinh hải phi thường lạc hậu, có được hệ thống phát triển trò chơi mà khỉ đều có thể sử dụng. Trong thế giới song song đã phổ biến VR này, có thể thông qua thu thập giá trị kinh hải của người chơi, để mua giáo trình cầm tay của tất cả các trò chơi kiếp trước. Trò chơi nào khiến người chơi sợ? Trò chơi kinh dị đáng sợ. Vì thế, trong lĩnh vực ít được chú ý này, Hắn dùng hệ thống phát triển ra một cái lại một cái đem người chơi dọa tè ra quần. Về phiên bản kinh dị trò chơi, Escape khiến người chơi vừa yêu vừa hận, không ngừng kêu khổ, gọi thẳng trái tim chịu không nổi. Khung mặt để cho các người chơi đề phòng cao độ, từng bước kinh tâm, sau đó bị tạp âm radio dọa hô đậu má, mất trí nhớ khiến giá trị sang của người chơi giảm mạnh, luôn bị bao vây bởi nỗi sợ hãi. Ác linh nhập thân khiến cho các người chơi gặp phải huyết tinh cùng thịt khối cảm quan trùng kích, còn có bị quái vật truy đuổi sợ hãi thét chói tai. Alin Isolatin cho phép người chơi nhìn thấy nỗi kinh hoàng của Alin lần đầu tiên trong lịch sử, khiến họ không dám bắn súng. Tế bào não sống tỉnh tỉnh lĩnh nguy cơ sinh hóa, tần tần sợ hãi. A phổ tác phu hậu cung nửa đêm của gấu đồ chơi tử hồn khúc người giấy không gian tử vong hung trạch kinh hồn. Hắn mỗi một khoản dọa người kinh hãi trò chơi đều có thể làm cho toàn thế giới người chơi lâm vào sợ hãi kêu lên. Không phải trò chơi gốc, không thích vào nhầm ta làm trò chơi là vì dọa khóc player không đạn cửa sổ, ta làm trò chơi là vì dọa khóc player txt toàn tập đao loa, ta làm trò chơi là vì dọa khóc player. Chương 1 Khủng bố loại hình phi thường rất lại phía sau thế giới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 2 âm u rừng rậm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Rừng rậm âm u cho nên bây giờ tôi phải phục chế trò chơi này sao? Mạnh thư trừng mắt nhìn hai tay mình, kích tình trong lòng dần dần sinh ra. Hình như cũng không phải không có khả năng. Trong đầu đã có tất cả mã cấu tạo của trò chơi này, hơn nữa giá trị chương trình 60 của mình, chiếu theo đánh ra là được. Hơn nữa tứ đại thuộc tính đều đạt tới 60, cho nên hắn cũng coi như là một nhân tài đa năng. Ngay cả tài nguyên mỹ thuật của trò chơi cũng có, lúc này chẳng khác nào là một đống linh kiện rải rác đang chờ lắp ráp mà thôi. Nếu đã như vậy, vậy thì việc này không nên chậm trễ, thử xem một chút. Mạnh thương ngồi thẳng người, mở máy tính. Trong nháy mắt này, tiếng máy móc trong đầu lại vang lên. Đinh, phát hiện được thường dùng máy tính, trò chơi phát triển động cơ đã sao chép đến mặt bàn. Chú ý, rời đi máy tính 30 phút sau, bản động cơ sẽ tự mình gỡ bỏ cài đặt, chưa hoàn thành kỹ thuật tập tin sẽ thời gian thực lưu lại, Mạnh Thư bị thanh âm này làm cho sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Có thể có thể. Cũng không biết động cơ phát triển trò chơi mà con khỉ này có thể sử dụng là như thế nào. Kết quả hắn vừa dứt lời, tiếng máy móc hệ thống lại vang lên. Bản hệ thống chuyên chú chế tác trò chơi, ngài đem sử dụng hệ thống sản phẩm động cơ khai phá trò chơi không cần vì mã hóa quấy nhiễu, mà không bê dê vấn đề, toàn diện giảm bớt chế tác chi phí, chức năng một. Giọng nói, tay gõ vào Trung Quốc, tự động chuyển đổi mã tương ứng chức năng 2. Mã tự động chạy, hoàn thiện logic hành vi tiếp theo chức năng 3. Giá trị trò chơi sẽ hiển thị phạm vi tham chiếu, có thể áp dụng, cũng có thể nhập tùy ý chức năng 4. Điều chỉnh động tác nhân vật, vạn loại tư liệu hành động tùy ý áp dụng B5, 05 giá trị thông số cơ giờ, cài 2, chức năng 6. Vật liệu 4 khd tùy ý sử dụng, còn nữa không? Yên lặng đợi một phút, tiếng máy không vang lên nữa, mạnh thư mới xác định được 6 chức năng của động cơ. Mã tự động chuyển sang tiếng Trung. Thật mạnh mẽ. Mặc dù ban đầu anh không phải là lập trình viên, nhưng cũng biết viết có vất vả như thế nào. Phạm là phạm sai lầm một chút, chỉ kiểm tra cũng rất tốn thời gian hiện tại động cơ khai thác sản phẩm của hệ thống trực tiếp đơn giản hóa điểm khó này tiết kiệm cho hắn không ít công phu lúc này trên mặt bàn xuất hiện một trình tự loạn mã mặc định nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là động cơ khai phá mạnh thư nhấn đúc nhất thời trong đầu xuất hiện một luồng tin tức đó là cách sử dụng động cơ này chỉ trong chốc lát hắn sẽ sự hiểu biết và thành thạo đột ngột này thực sự là một điều kỳ diệu đây là đánh giá của hắn động cơ phát triển vô cùng đơn giản mộc mạc chỉ có một giao diện trống phía trên còn có sáu nút chức năng lớn so sánh nguyên lai thế giới hư ảo động cơ cái này hệ thống động cơ rất giản dị hiện tại trong đầu có trò chơi này tận tay phát triển giáo trình như vậy bắt đầu thử chế tác hai tay mạnh thư đặt ở trên bàn phím Tuy rằng có thể nhập giọng nói, nhưng hắn vẫn muốn đánh bàn phím, bởi vì điều này có thể thuận tiện sửa chữa sai chữ cùng với chậm rãi suy nghĩ, cũng có thể tổ chức ngôn ngữ tốt hơn. Hắn có demo, như vậy hiện tại liền chế ra cửa thứ nhất. Âm u rừng rậm trò chơi này, tại du ngoạn thể nghiệm thượng, cái khác không nói, đã kích cảm cùng thăm dò dục cơ hồ kéo đầy, tại khủng bố bầu không khí thường cũng treo lên đánh một ít cái gọi là đại chế tác trò chơi làm được phẩm chất xuất sắc nhỏ mà tin. Đây là một trò chơi kinh dị gốc lúc đau con nờ, nói về một khu rừng ở một quốc gia nào đó vào năm 1987, bởi vì một số nguyên nhân không rõ, khiến cho khu rừng biến dị hữu hóa, dẫn đến cây cối phát triển điên cuồng, chặn đường, còn che khuất ánh mặt trời, khiến cho phần lớn địa phương bị bao phủ trong bóng tối. Trong rừng rậm, cư trú một bộ phận cư dân, bọn họ bởi vì rừng rậm biến dị mà bị nhốt ở trong đó cùng ngoại giới mất đi liên lạc, kéo dài hơi tàn. Theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần bị rừng rậm một loại nấm hữu hóa lây nhiễm, trở thành mất đi lý trí giả nhân, nắm nhân, rết nhân các loại biến dị sinh vật. Và như vậy, với sự lây lan của căn bệnh nhiễm trùng này, một số tồn tại đáng sợ hơn đã xuất hiện. Trong game, người chơi sẽ vào vai một nhà nghiên cứu bị mất trí nhớ, đi sâu vào khu rừng để điều tra. Mạnh Thư nhớ rõ trò chơi này năm đó khi hắn du ngoạn thời khắc nào cũng bị một loại cảm giác áp bách khẩn trương bao phủ đây là cảm giác mà ngay cả các trò chơi kinh dị như hung trạch và khuôn mặt cũng không thể mang lại cho hắn cũng chỉ có ác linh nhập thân cùng dị hình cách ly cùng với bơ lai phù thủy có thể cho hắn cảm thụ giống nhau điều này đủ để nói rõ âm u rừng rậm trong bầu không khí hơn người cách chơi trò chơi này tương đối bình thường người chơi cần vào ban ngày đi trong rừng rậm nguy hiểm tìm kiếm vật tư Buổi tối thì phải trở lại phòng an toàn tiến hành qua đêm. Nhưng điểm nhấn của trò chơi chính là sự kiện kỳ lạ vào ban đêm. Chỉ vào ban đêm, đó là nơi tuyệt vời và đáng sợ nhất trong trò chơi. Nhà an toàn đại biểu cho người chơi thở một hơi, thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi giữa hiệp. Vô luận quái vật bên ngoài lợi hại vô địch cỡ nào, người chơi chỉ cần vào phòng an toàn là có thể yên tâm điều chỉnh trạng thái tinh thần. Nhưng trong Dark Forest ngôi nhà an toàn không an toàn vì nó chỉ giúp bạn có thể sống sót sau buổi tối người chơi cần quay trở lại nhà an toàn kịp thời sử dụng các nguồn lực thu thập được trong ngày mở bếp gas khởi động máy phát điện đóng cửa sổ và cửa ra vào sau đó chọn một căn phòng dễ bảo vệ ẩn mình trong một góc chờ đợi ánh sáng ban ngày hoặc một phép màu bởi vì ban đêm trong rừng rậm sẽ có một ít đồ vật muốn vào nhà an toàn Chúng sẽ phát ra những tiếng rít khủng bố chói tai ở bên ngoài, ảnh hưởng đến giá trị sang của người chơi. Chúng sẽ gõ cửa, phá vỡ các cửa ra vào và cửa sổ đã đóng kín của bạn và đột nhập mạnh mẽ để làm tổn thương bạn. Chúng sẽ chui xuống đất, vào nhà tập kích, cửa phòng còn có thể mặc danh kỳ diệu mở ra, cũng sẽ sinh ra ảo giác, thậm chí còn có quỷ hồn tắt đèn của bạn, khiến bạn rơi vào trong bóng tối, xuyên tường vào nhà công kích bạn. So với ban ngày ban đêm mới là phần thú vị nhất trong trò chơi. Người chơi mới trải nghiệm trò chơi này, đến buổi tối đều rụt ở trong góc trung lẫy bẫy, không dám nhúc nhích, cầu nguyện an toàn đến hừng đông. Ban ngày thăm dò rừng rậm đã đủ khủng bố rồi, đến buổi tối còn phải tập trung tinh thần cao độ ở nhà an toàn tránh né nguy hiểm. Đó là sự quyến rũ của khu rừng bóng tối. Mà trò chơi như vậy, đặt ở cái này kinh khủng loại cằn cỗi trong thế giới, không dám nói toàn bộ nhưng hẳn là có thể dọa đến đại bộ phận người chơi, cho hắn cống hiến kinh hải giá trị. Cho nên Mạnh Thư cả ngày đều ở trước máy tính khôi phục trò chơi này. Sau 7 giờ tối, anh thở ra và duỗi người. Sau khi nhìn nội dung trò chơi trong máy tính được khôi phục đại khái 30% chương 1, lộ ra nụ cười hài lòng. Kích thước bản đồ và chương mở đầu của chương một hoàn toàn không cùng một thứ bậc. Chương đầu chỉ là một căn phòng nhỏ cùng với một con đường tuyến tính, chỉnh thể là khu vực độc lập hơn nữa ở hậu kỳ trò chơi người chơi còn có thể trở lại chương đầu mà chương thứ nhất luận lớn nhỏ liền trọn vẹn có ba cái khu vực mỗi khu vực đều có một nhà an toàn bên trong kết cấu không giống nhau còn có các loại kiến trúc tàn tạ cùng với npc và một ít chi nhánh mà chi nhánh nhiệm vụ nội dung vở kịch cũng phi thường mịt mờ còn có bất đồng phương thức hoàn thành để cho người chơi tự mình phán đoán cùng lựa chọn đây cũng là một trong những cách chơi mà mạnh thư thích một điểm khác thích chính là bản đồ sẽ tùy theo người chơi sống lại mà ngẫu nhiên sinh ra ví dụ như điểm tài nguyên trước đó sẽ bị ngẫu nhiên đến nơi khác khiến bạn chỉ có thể tìm kiếm lại khó có thể chống lưng bất quá những cơ chế trò chơi cùng cách chơi này mạnh thư có thể chiếu theo giáo trình trong đầu hoàng mỹ hoàng nguyên sau đó vì người chơi thế giới song song này hiện ra để cho bọn họ thét chói tai liên tục trải qua cả ngày chế tác hắn đã xác định có thể độc lập hoàn thành trò chơi này đơn giản chính là muốn tốn chút thời gian mà thôi. Cho nên hắn không chút do dự, đem trò chơi một cái thực máy biểu diễn phát ở cả nước lớn nhất video mạng đạn trên mạng. Sau đó tải demo đã được hán hóa bản địa lên đĩa mây và dán liên kết vào giới thiệu vắng tắt. Cuối cùng đánh tiêu đề. Trò chơi kinh dị trong nước, rừng rậm âm u, trình diễn thực cơ, kèm theo thử chơi demo lại đánh giới thiệu vắng tắt. Người thân ở tối không ánh mặt trời trong rừng rậm, ban ngày muốn tìm kiếm vật tư, buổi tối còn muốn tránh né khủng bố sinh vật tập kích. người có thể sống sót bao nhiêu ngày? người cuối cùng có thể hay không rời đi rừng rậm. sau đó chọn thu bớt. nhìn nhắc nhở đang xét duyệt, mạnh thư đứng dậy, duỗi lưng một cái. mục đích gửi đến mạng lưới đạn chính là hấp dẫn ánh mắt, thu hút sự chú ý. đồng thời dâng lên demo, để cư dân mạng có thể tùy ý tải xuống, tự mình trải nghiệm. Về phần có thể hay không dựa vào cái này kéo đến đầu tư, hắn không dám nghĩ, dù sao đây không phải hát thần thoại, hắn cũng không có công ty, không có đối với công tài khoản. Cho nên phát ra, cũng chỉ là đạt được lượng chú ý nhất định, vì thành phẩm chế tạo một cái cơ sở mà thôi. Sau khi làm xong những thứ này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Cầm lên nhìn, là thư về em gái gửi tới, mặt trên liền đơn giản một câu. Anh trai, vào phòng em một chút mạnh thư anh nhíu mày không nói gì rời khỏi phòng đi tới trước phòng em gái gõ cửa không có động tĩnh mạnh thư lại nhíu mày ở cửa hô hai tiếng nhưng vẫn không có đáp lại sẽ không xảy ra chuyện gì chứ phải biết rằng nàng hiện tại bởi vì chân gãy xương ở nhà tỉnh dưỡng như vậy gọi mình lại đây nhất định có chuyện gì nhưng hiện tại lại không có phản ứng mạnh thư không hề chần chờ trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ cũ trước mặt ra nhất thời, một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Trong phòng nhỏ hẹp, không có bật đèn, Mạnh Tiểu Nhiên ngồi ở trên giường, đeo một cái VR, khóe miệng cười ngây ngô, không biết đang nhìn cái gì. Nàng tóc dài đến thắt lưng, quần áo mát mẻ, lộ ra một đôi đùi trắng nõn. Mà chân phải nhỏ, thì bó thạch cao, không thể nhúc nhích. Nhưng vẫn không thể ngăn cản bắp chân trái của nàng lắc lư qua lại. Thấy một màn như vậy, Mạnh Thư lắc đầu, may mắn không xảy ra chuyện gì nhưng rốt cuộc là đang nhìn cái gì anh gõ cửa lần này lớn hơn lúc đóng cửa mạnh tiểu nhiên nghe được đồng tỉnh a một tiếng tháo tai nghe bluetooth xuống ngay cả vr cũng chưa tháo xuống đã đỉnh đạt mở miệng a à, lão ca tối nay ba mẹ tăng ca tối nay chúng ta ăn gì không đợi mạnh thư nói tiếp em gái lại mở miệng tốc độ nói còn rất nhanh ăn cơm chiên không Vậy tôi muốn thêm hai cái đùi gà a. À. Mạnh thư, chỉ vì chuyện đó mà gọi tôi vào phòng anh. Trực tiếp nói không trên điện thoại là được rồi sao? Mạnh thư lắc đầu, đánh giá em gái này. Đây là hắn xuyên qua tới, lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Trong trí nhớ, em gái này lúc học trung học, nhu thuận điềm đạm nho nhã, tiểu gia bích ngọc. Nhưng đến đại học, không biết có phải phóng thích giả tính hay không, trở nên đặc biệt nghịch ngợm đặc biệt giả cho dù chân bị thương, cũng không an bình. Bất quá em gái biết tình huống trong nhà không tốt, kinh tế eo hẹp, gọi đồ ăn bên ngoài cũng chỉ ăn cơm trang bún xào loại đồ ăn tương đối rẻ. Tuy nói là bỏ thêm hai cái đùi gà, nhưng trên thực tế là huynh muội mỗi người một cái. Vả lại món mặn đối với người bị thương tu dưỡng như nàng mà nói, là cần thiết. Cái nhà này còn không có nghèo đến mức không bóc trần được. Nhưng đồ ăn bên ngoài tóm lại là không thể ăn nhiều, cho nên Mạnh Thư dự định bộc lộ tài năng, để cho cô khai vị. Tối nay tôi sẽ nấu cơm. Mạnh Tiểu Nhiên nhất thời ngẩn ra, vội vàng tháo VR xuống, giật mình nhìn lão ca nhà mình. Anh, anh biết nấu cơm lúc nào? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nha đầu trước mặt, Mạnh Thư cười cười. Vẫn luôn như vậy, hôm nay sẽ không ăn thức ăn bên ngoài, ăn ở nhà đi, sạch sẽ lại vệ sinh. Mạnh Tiểu Nhiên ngạc nhiên nhìn lão ca mình xoay người rời đi, trên mặt hiện ra thần sắc không tin, nhưng càng nhiều là lo lắng cùng sợ hãi. Bởi vì ăn được không? Hết chương này. Chương 3 Bạn chơi thử demo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Thử chơi bản demo con luôn là chủ đề chăm chọc của mạng lưới đạn. Hắn ngồi ôm hơn 90 vạn fan, dựa vào trò chơi chăm chọc trác rưỡi mà ngày càng nổi danh. Phong cách video của anh tràn ngập hài hước, giọng nói cũng vô cùng khôi hài cho nên rất được cư dân mạng yêu thích bất quá hắn hiện tại rất buồn bởi vì hắn đã gần nửa tháng không có cập nhật video khiến cho các fan đều gửi thư riêng thúc giục anh nhưng hắn cũng rất phiền muộn không có hắn bởi vì không có tư liệu hắn tại trò chơi trên bình đài tìm trọn vẹn một buổi chiều cũng không có tìm được thích hợp rác rưởi trò chơi ngược lại đem chính mình làm tinh lực mỏi mệt có chút đau đầu đơn giản mở ra nằm ở trên sofa xoát xoát lưới đạn thả lỏng đi nói xong hắn cầm lấy điện thoại di động ngã xuống sofa lười biếng mở mạng lưới đạn ra kết quả trang đầu tiên thông minh đẩy trực tiếp một video tới trước mặt hắn hấp dẫn sự chú ý của hắn trò chơi kinh dị trong nước rừng rậm âm u trình diễn thực cơ kèm theo thử chơi demo ha ha bản chất lại là nhàm chán kinh dị trò chơi đi đầu năm nay ai dám làm khủng bố trò chơi người đó phải phá sản tể tổng không chút do dự hạ thẩm phán, video còn chưa xem, cũng đã cảm thấy cái này âm u rừng rậm không có tương lai. Với kiến thức của hắn, trong ngành game hiện nay mà nói, khai thác cá nhân, một con đường chết. Trò chơi kinh dị, một con đường chết. Hai người kết hợp, mười chết không sống. Hay lắm, nhà phát triển người Trung Quốc này, đầu sắc như vậy sao? Hắn mơ hồ nhớ rõ, trước một cái làm độc lập khủng bố trò chơi công ty nhỏ, một phần cỏ đã cao ba trượng hoàn toàn trở thành truyền thuyết trong ngành game mà trò chơi kinh dị kia cũng bởi vì nguyên nhân cực kỳ nhàm chán mà trở thành trẻ mồ côi cho nên đối với tể tướng mà nói cái gọi là video trò chơi cá nhân này thuần túy chỉ là ôm tâm tính vui vẻ mà nhấn vào ân thượng đế nhìn xuống góc video trong màn hình đang chiếu phía trên là một nhân vật chính cầm xiên cỏ trong tay đang chạy trốn trong rừng bởi vì là nhìn xuống gốc nguyên nhân, toàn bộ bản đồ tầm nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Từ về khai thác cá nhân mà nói, rất có thể. Ấn tượng đầu tiên cho tể tổng cảm giác cũng không tệ lắm, để cho hắn có dục vọng tiếp tục xem. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết cái này xưng khủng bố trong trò chơi, đến tột cùng khủng bố ở đâu. Sau 4 phút 22 giây, video đã hoàn tất. Tể tổng nghiêm túc từ lười nhân trên sofa bò lên, mở ra máy tính phiên bản màn đạn võng, từ quan sát ghi chép bên trong tìm được cái này video, sau đó nhấn mở giới thiệu vắn tắt, phục chế vân bản liên kết. Bắt đầu đao loa. Lúc này tể tổng thừa dịp tải xuống đoạn thời gian, lại nhìn một lần cái này thực cơ biểu diễn, càng nhìn hắn càng kinh nghi. Nó có thực sự được phát triển cá nhân. Có chút trâu bò. Nhìn qua video, cảm giác chất lượng cũng không tệ lắm chỉ là không biết tự mình trải nghiệm sẽ cảm thấy như thế nào. Đừng làm ta thất vọng, lão thiết. Vân bàn phát ra một tiếng nhắc nhở, biểu thị trò chơi đã tải xuống xong. Bởi vì chỉ là thử chơi demo, thể lượng cũng không lớn, tốc độ mạng nhà hắn lại rất nhanh, cho nên đau loạt rất nhanh. Hắn khẩn cấp giải nén đi ra, tìm được trình tự khởi động. Không nói hai lời, nhấn đúc. Nhất thời, màn hình tối sầm. Ngay sau đó, trầm thấp âm nhạc chậm rãi vang lên, một cái đơn sơ trò chơi thực đơn giao diện xuất hiện ở trước mắt. Đây là một mảnh rừng rậm âm u, xung quanh đều là cây cối mục nát, xa xa mông lung, lộ ra thần bí. Chính giữa là một thân cây, mà phía trên chỉ có ba lựa chọn đơn giản. Bắt đầu, cài đặt, thoát. Nói thật, nhìn thấy giao diện này, trong lòng tể tổng nhiều ít có chút thất vọng. Bị vô số trò chơi trong và ngoài nước quanh tạc qua hắn, các loại kinh diễm tuyệt luân trò chơi thực đơn đều đã thấy qua hiện tại đột nhiên tới một cái như vậy đơn sơ đến cực điểm giao diện thật sự là để cho hắn không khỏi có chút lắc đầu quên đi chỉ là phiên bản thử nghiệm mà thôi tôi yêu cầu cái gì hy vọng nội dung kế tiếp có thể giống như trong trình diễn thực tế nói xong hắn mở ra thiết lập đem bên trong tất cả lựa chọn đều đến cao nhất sau đó mới bắt đầu trò chơi giao diện dần dần biến mất Trang đọc được tải ra. Ở phía trên còn có lời cảnh báo. Trò chơi này đầy thách thức và tàn nhẫn. Sẽ không có ai giúp đỡ ngươi. Hãy sợ rừng, hãy kiên nhẫn và tập trung. Đối với việc này, tệ tổng khinh thường. Hứ, hù dọa ai vậy, đầu năm nay trò chơi kinh dị chỉ là chuyện cười, trình diễn thực tế nhìn không tệ, chỉ sợ là treo đầu dê bán thịt chó. Cũng khó trách hắn sẽ nói như vậy dựa vào phun tàu rác rưởi trò chơi nổi danh hắn tại trò chơi trong kiếp sống tự nhiên chơi qua một ít khủng bố trò chơi mà những trò chơi này đều tuyên truyền khẩu hiệu hù chết ngươi không đền mạng kết quả thì sao trở thành một tư liệu sống chăm chọc trong video của anh sau khi kết thúc bài đọc trong rừng tối hoạt hình đầu phim bắt đầu phát điều này làm cho tể tướng không khỏi có chút kinh ngạc ngay cả hoạt hình mở đầu cũng làm xong Giả tâm rất lớn a huynh đệ chỉ bất quá hoạt hình mở đầu này có chút quỷ dị đó là một con ngươi thật lớn chiếm hai phần ba màn hình lại nương theo giai điệu quái dị con ngươi này gắt gao nhìn chằm chằm hắn làm cho hắn không khỏi có chút ác hàng tiếp theo phía dưới xuất hiện một câu thoại bắt mắt tôi nhìn thấy sự căm ghét và sợ hãi trong mắt họ trong trò chơi con ngươi khổng lồ này chậm rãi hoán đổi hiện ra rất nhiều hình ảnh quái dị có khi là một khuôn mặt già nua, có khi là ký hiệu khó hiểu nào đó, còn có, là thân thể trần trụi tứ chi dài nhỏ. Tự hồ đang kể ra nội dung mịt mờ mà trò chơi này sẽ xuất hiện. Tể tổng nhíu mày. Cái gì loạn thất bát tao, cố làm ra vẻ huyền bí. Lúc này, nương theo những hình ảnh này, lời thoại phía dưới chậm rãi thay đổi. Thật giống như là ta dẫn đến trận ôn dịch này phát sinh. Như thể tôi là nguồn gốc của bệnh dịch đau đớn này. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, lúc này đây, xuất hiện ghê tởm vặn vẹo dung, trải rộng ở một đôi mu bàn chân trên, chậm rãi bò sát. Tôi không có nơi nào để trốn, không có lối thoát, và khu rừng đã cắt đứt chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài. Trên màn hình, lại là một cái to lớn đồng tử đang nhìn chầm chầm hắn, từ bên trong, còn có thể nhìn thấy hai cái hình người phản chiếu. Cùng một chỗ, là lời thoại mới phía dưới. Chúng ta đều xong đời rồi. Nhất thời, con ngươi này phóng đại vô hạn, chiếm đầy màn hình, cuối cùng bạch quan chật lóe. Hai chữ đơn giản xuất hiện trước mặt hắn. Chương mở đầu. Lập tức trò chơi chính thức bắt đầu. Reader nào? Bồi tổng ngẩn người. Bộ phim hoạt hình mở đầu này khiến anh như lọt vào sương mù, thật sự không biết đang nói cái gì. Nhưng không trở ngại hắn kế tiếp du ngoạn, nếu xem không hiểu, vậy mặc kệ, trước chơi lại nói. Được, là la hay ngựa, ta tự mình thử xem sẽ biết. Hình ảnh trò chơi, đã từ đầu đến cuối bày ra trước mặt hắn. Một nam nhân có chút hói đầu từ trên bàn tỉnh lại, tự hồ lúc trước là đang ngủ. Bất quá điều này làm cho ấn tượng của tể tổng lần nữa giảm xuống một ít. Quên đi, cá nhân khai phá, yêu cầu không nên quá cao, cũng có thể là cố ý làm thành loại này điểm tố phong đi, tóm lại trước nhìn xem có vui hay không đi. Đây là một gian phòng nhỏ hẹp, bên trong bầy biện trống trải, bố cục hỗn độn, có vẻ dơ bẩn không chịu nổi. Tấm thảm rộng rãi siêu siêu vẹo vẹo, không hề chỉnh tề, mấy cái bình không cùng văn kiện bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, không người để ý tới. Trên bàn học nằm úp sắp lúc trước, tràn đầy tài liệu giấy, trong góc còn chất đóng thiết bị công nghiệp và cây nông nghiệp. Dù nhìn thế nào cũng giống như văn phòng hay phòng thí nghiệm. Tể tổng không quá xác định, hắn điều khiển nhân vật, ở trong phòng đi loạn. Sau đó hắn phát hiện, nhân vật này điều khiển có một loại cảm giác nặng nề khó hiểu, thật giống như nhân vật trong trò chơi thật sự có cân nặng, cũng không linh hoạt như trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất của GPS. Cũng được, có thể tiếp nhận, ít nhất sẽ không trôi đi. Đối với việc này, hắn đánh giá như vậy. Tiếp theo, hắn con chuột dời hướng bàn học, hiển thị tìm tòi hai chữ, cái này làm cho tệ tổng hai mắt tỏa sáng. Điều này có nghĩa là cái bàn này có thể thu dọn được hắn lập tức phản xạ có điều kiện ấn xuống con chuột trái nút nhất thời một cái đơn giản giao diện xuất hiện bên trong còn có hai cái vật phẩm thuốc và sổ tay cũ dược phẩm hắn không đi chú ý kẻ ngốc cũng biết đây là dùng để làm gì cho nên hắn trước tiên chọn trúng laptop trò chơi giao diện nhất thời xuất hiện một cái trống rỗng không có bất kỳ chữ viết laptop cận cảnh hình ảnh làm cho tể tổng không khỏi có chút nhíu mày cái này có tác dụng gì sao còn đặc biệt đặc tả tể tổng ở trên laptop điểm vài cái kết quả phản ứng gì cũng không có hắn đoán hẳn là chỉ là đạo cụ sưu tầm bình thường đi cho nên hắn cũng không để ý nhấn đóng cửa tiếp tục quan sát căn phòng nhỏ con chuột của hắn di chuyển về phía văn kiện rải rác trên mặt đất vì thấy nhắc nhở văn tự lại xuất hiện đây là một đống giấy tờ y tế con trai tôi đi một vòng kết quả phía dưới màn hình xuất hiện một câu thoại tôi đã ghi nhớ những điều này trong lòng bây giờ không cần phải đọc nữa hắn đã hiểu trò chơi này có chứa một tia yếu tố giải mã ít nhất trước mắt là như vậy nhưng từ biểu diễn thực cơ mà xem còn có nguyên tố chiến đấu hắn hiện tại rất chờ mong a à. gấu con đi tới trước cửa sổ di chuyển chuột nhắc nhở lại xuất hiện đây là một cửa sổ gia cố có thể tháo rời có nghĩa là cửa sổ trước mặt được đóng đinh bằng ván gỗ làm một cái khủng bố trò chơi gia cố cửa sổ tự nhiên phòng bị chính là quái vật bất quá còn có thể tháo rời là một người chơi lòng hiếu kỳ vĩnh viễn chiếm vị trí thứ nhất cho nên hắn không chút do dự mà tháo dở nhưng kết quả lời thoại lại xuất hiện bây giờ phá hủy nó chắc chắn là tự sát được rồi không thể tháo ra bất quá hắn ngược lại rất tò mò sẽ có dạng nguy hiểm gì đến vì vậy sau khi kiểm tra tất cả các yếu tố của căn phòng đi thẳng ra ngoài nhất thời bản đồ mở rộng bố cục toàn bộ mặt bằng phòng ốc hiện ra theo tể tổng xuất hiện ở phòng khách lời thoại phía dưới lại xuất hiện phải cho máy phát điện thêm chút dầu phía đông rừng rậm kia có một đài hỏng máy kéo bên trong hẳn là còn có chút dầu ok đây là mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên phải không dễ nói dễ nói tể tổng thật cao hứng có mục tiêu sẽ không có vẻ không có việc gì làm như vậy rừng rậm phía đông là người chơi trước khi ra ngoài phải xem trong phòng có tiếp tế gì không vì thế đàn con bắt đầu tiến hành thu dọn trong nhà dần dần hắn phát hiện mình điều khiển chính là một vị bác sĩ liên hệ với nội dung mở đầu của anime có lẽ có thể kết luận bác sĩ không được bệnh nhân trong rừng chào đón mà bác sĩ cũng cho rằng bệnh nhân trong rừng đã hết thuốc chữa bởi vì có một đạo cụ lúc điều tra xuất hiện một câu thoại như vậy công cụ y tế của tôi chúng đã không tiêu độc trong nhiều năm nhưng bệnh nhân ở đây cũng không còn thuốc chữa nữa nhìn thấy vậy con luôn hiểu rõ vì vậy tôi đóng vai một bác sĩ đang tìm kiếm một lối thoát và sẵn sàng chữa bệnh cho bệnh nhân của mình sau đó quá trình trò chơi chính là ở trong rừng rậm thu thập các loại thảo dược sau đó chế tác ra giải dược tể tổng trầm ngâm một chút lắc lắc đầu không hề suy nghĩ nhiều bắt đầu tiếp tục thu dọn sau đó hắn phát hiện trong gian phòng này kỳ thật không có bao nhiêu thứ có thể thu dọn nhưng điều khiến anh ta chú ý là trong đó có một gian phòng bị khóa gần mở ra còn có thể xuất hiện một câu thoại tốt nhất là không nên mở cửa tôi đã mất rất nhiều thời gian để giữ anh ta bên trong điều này làm cho đàn con rất tò mò nhân vật chính này nhốt ai vào quái vật nhưng hiện tại cơ chế trò chơi làm cho hắn không cách nào mở cửa hắn cũng chỉ có thể từ bỏ và có một thùng chứa cần một người mở khóa để mở và anh ta cũng không có ngoài ra còn có một cánh cửa sắt khi mở ra sẽ nói bây giờ tốt nhất không nên đi vào loại này loại dấu hiệu mặt ngoài chính mình khống chế nhân vật chính cũng không đơn giản rất có khả năng ở bên trong dấu thứ gì đó đã biết trong đó một gian phòng có thể nhốt quái vật hoặc là nhân loại, hơn nữa còn có tính nguy hiểm. Anh hiểu rằng những cánh cửa và thùng chứa không thể mở này, rõ ràng là để chuẩn bị cho giai đoạn sau. Như vậy mục đích chủ yếu bây giờ, vẫn là ra ngoài, đi rừng rậm phía đông tìm dầu. Tể tổng không có do dự, trực tiếp đi tới trước cửa lớn, đẩy ra, bước vào trong rừng rậm này. Hết chương này. Chương bốn chương làm cho người ác hàng tự bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Chương đầu lạnh lùng trong nháy mắt ra cửa, liền thấy được một chiếc xe hơi cổ hỏng. Tới gần điều tra, liền xuất hiện một câu thoại. Nó từng là một thứ xa xỉ, nhưng bây giờ tất cả các con đường đều bị rừng nuốt chửng và nó trở thành sắc vụn vô dụng. Bồi tổng từ vẻ ngoài của chiếc xe này đại khái đoán ra, bối cảnh trò chơi, hẳn là ở thập niên 7-80 ở phía trước xe còn có một nhà chó, cùng với một con chó đen phát ra tiếng nức nở. Bồi tổng cẩn thận từng ly từng tí đi qua, sợ con chó này có cái gì kinh biến. Hắn cũng không quên đây là một trò chơi kinh dị. Tuy rằng trước đó cũng chơi qua một ít khủng bố trò chơi, nhưng đều rất trác rưỡi, căn bản không dọa được người, thậm chí còn muốn cười. Bất quá cái rừng rậm âm u này, trước mắt biểu hiện cũng không tệ lắm, để cho hắn có dục vọng chơi tiếp khi hắn tới gần con chó đen này, nhất thời, một câu thoại nhanh chóng xuất hiện. Con chó của tôi, nó không còn sống được bao lâu nữa, tốt hơn hết tôi nên giải thoát nó khỏi đau khổ. Đây là muốn giết chó. Bồi tổng nhìn bốn phía một chút. Không có vũ khí à? Tay không. Hắn du đã một vòng về sau, bởi vì không có vũ khí, cho nên tạm thời buông tha cho đồ cậu ý nghĩ, dự định trước đi cái kia đông bộ rừng rậm tìm dầu. Vì thế đàn con luôn vượt qua rào trắng, tiến vào rừng rậm. Kết quả đi chưa được mấy bước, liền nhặt được một cái rìu. Để cho hắn nhất thời cảm thấy kinh hỉ. Cuối cùng cũng lấy được vũ khí. Bây giờ quái vật đến ta cũng không giả. Vì thế đàn con luôn cầm rìu tiếp tục xâm nhập, sau đó bị một thân cây khổng lồ sụp đổ ngăn cản đường đi. Theo gợi ý của trò chơi, anh ta cắt thân cây bằng rìu. Phía dưới rất nhanh xuất hiện lời thoại mới những cây này mọc quá nhanh, cứ tiếp tục như vậy tốc độ chặt của ta cũng không theo kịp. Lời này thoáng khiến cho tể tổng chú ý. Chẳng lẽ nói, trò chơi này cây cối tái sinh năng lực cũng rất mạnh. Sẽ không phải toàn bộ thế giới đều lâm vào trong rừng rậm chứ. Trò chơi này đã càng ngày càng làm cho hắn mê mẩn, cho dù chỉ là thử chơi bản, cũng cảm giác được chất lượng không tầm thường. Gấu con tiếp tục đi sâu vào. Hắn dọc theo con đường đi về phía trước, phát hiện thi thể động vật đã sớm trở thành xương trắng, còn phát hiện một cái quốc lộ 50 phủ kín rêu, tiếp theo còn phát hiện một tòa nhà nhỏ bỏ hoang. Cảnh tượng này bắt đầu làm cho hắn cảm thấy bất an, tự hồ thời khắc nguy hiểm tùy thời đều có thể giáng lâm. Mà theo hắn dần dần xâm nhập, cành lá trong rừng rậm cũng càng lúc càng rậm rạp. Chậm rãi, âm thanh quỷ dị dần dần vang lên, làm cho tể tử mê mẩn không khỏi tráng đổ mồ hôi, tinh thần khẩn trương trò chơi khủng bố có dọa người hay không tác dụng của âm thanh chiếm phần lớn lúc này đàn con chính là như thế loại âm thanh này giống như bên tai nỉ non thời khắc trêu chọc tâm tình của hắn để cho hắn ở trong một loại không khí áp lực trong rừng rậm tối tăm sương mù dần dần nổi lên tẩy tổng xua sương đi về phía trước tiến vào một cái khe đá nhỏ hẹp mà trong nháy mắt này đàn quạ chợt xuất hiện đi cùng một chỗ là dương cánh không dứt bên tai cùng không ngừng kêu vang. Nằm rảnh. Tể tổng quát to một tiếng. Cái này thình lình xuất hiện quả đen bậy tại yên tĩnh quỷ dị còn nổi lên sương mù trong rừng rậm tạo thành động tĩnh không nhỏ, trực tiếp đem tinh thần cao độ tập trung tể tổng sợ tới thân thể hổ rung lên, cao giọng hô to. Bất quá cũng may, hữu kinh vô hiểm. Nguy hiểm bồi tổng lập tức tăng nhanh tốc độ, chạy ra khỏi con đường nhỏ khe đá này. Trong phút chốc, Đám quả đen trên bầu trời biến mất, thật giống như cố ý vậy. Trong khoảnh khắc này, khu rừng cũng trở lại yên tĩnh. Mẹ nó, đây không phải là chương thứ tự sao? Tân thủ quan liền ra năng lượng cao, có lầm hay không? Không hề nghi ngờ, đàn con luôn bị dọa sợ. Giờ khắc này, hắn có chút không muốn chơi nữa. Tuy nói vừa rồi là hữu kinh vô hiểm, nhưng luận ai bị dọa nhảy dựng như vậy, đều sẽ có tâm tư lui đường cũng không phải nhất định phải chơi trò chơi này, cần gì gây khó dễ cho mình. Tể tổng nhìn trò chơi hình ảnh, khẽ cắn môi, vẫn là tiếp tục chơi tiếp. Làm thâm niên game thủ, chương mở đầu nếu là cũng không dám chơi, vậy thật sự là vô cùng nhục nhã. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái nhìn xuống gốc trò chơi còn có thể có loại này dọa người thủ pháp, chế tác, người có gan. Sau đó, hắn lấy can đảm tiếp tục chơi. Một lát sau, lại đi tới trước một con đường nhỏ khe đá. Mà lúc này đây, trải qua trước đó bị dọa nhảy dựng tiền lệ sau, hắn nửa híp mắt, chậm rãi bước vào, chuẩn bị nghênh đón cái thứ hai cao năng. Nhưng cao năng không có, nhắc nhở trò chơi cần làm một cây đuốc mới có thể xâm nhập vào trong đó. Trò chơi này còn có chức năng chế tác. Một trò chơi nhỏ như vậy nhét nhiều nội dung như vậy, người phát triển nắm chắc không? Tể tổng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là dựa theo giáo trình làm cái đuốc đi ra sau đó lần nữa cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong khe đá lần này không có gì xảy ra nhưng âm thanh nỉ non bên tai chẳng biết từ lúc nào dần dần lớn lên hoàn cảnh cũng bắt đầu càng ngày càng đen càng ngày càng áp lực cây cối cao ngất đã là một mảnh bóng đen sương mù lượn lờ từng trận tràn ngập trên mặt đất là cành cây dang khắp nơi kéo dài không dứt giống như mạch máu không thể bỏ qua ở khe đá nhỏ hẹp tối tăm chỉ có ánh sáng nhạt màu cam đỏ của đút chiếu sáng con đường xung quanh mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn tể tướng dưới bầu không khí khẩn trương tim đập da tóc này gánh vác áp lực đi về phía trước mẹ nó đem trò chơi làm áp lực như vậy rốt cuộc là vì cái gì hắn ngoài miệng mắng như vậy nhưng bước chân lại một bước không ngừng rất nhanh hắn rốt cuộc đi ra khe đá này không biết vì cái gì rõ ràng nguy hiểm gì cũng không phát sinh, hắn lại có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, thật giống như đã trải qua một hồi đại chiến. Theo tiếp tục đi tới, hắn rốt cục tại một chỗ tràn đầy cành cây quỷ dị đang xen trên cây cối phát hiện một cổ thi thể. Tể tổng đầu tiên là sửng sốt, sau đó dụi dụi mắt, lần nữa nhìn chầm chầm. Đây hình như là người. Hắn không quá xác định, cho nên chậm rãi lại gần, lại bởi vì sợ hãi xuất hiện cái gì năng lượng cao tràn diện cho nên bước chân chậm chạp đi run như sợ hãi rất nhanh một câu thoại xuất hiện ở phía dưới trong vài ngày nữa anh ấy sẽ được hấp thụ hoàn toàn tể tổng ý anh là sao cây ăn thịt người cái xác trong giống người này sẽ bị cây cối hấp thụ đậu má nhà phát triển não anh to quá cả một khu rừng ăn thịt người lớn như vậy bồi tổng bắt đầu có chút ác hàng. Làm người chơi trò chơi thâm niên, ở trong trò chơi xạ kích ngôi thứ nhất hắn có thể bắn nổ hết thảy, ở trong trò chơi động tác hắn có thể giết ngất trời, ở trong trò chơi nhân vật hắn có thể xưng vương xưng bá, thậm chí ở trong trò chơi đua xe cũng có thể nhanh như chớp trôi dũng cảm đoạt vị trí thứ nhất. Nhưng Duy chỉ có khủng bố trò chơi bởi vì quá mức ít được chú ý cùng rác rưởi quan hệ làm cho hắn không quá coi trọng, trên thị trường cũng không có nhiều như vậy loại trò chơi này cho nên đối mặt cái này ăn thịt người rừng rậm, hắn tự đáy lòng cảm thấy không thoải mái. Trong cuộc đời trò chơi của hắn, cho tới bây giờ chưa từng bị cái gọi là trò chơi khủng bố hù dọa qua, bởi vì đều rất trác rưởi. Thẳng đến sau khi chơi cái rừng rậm âm u này, mới biết được cảm giác sợ hãi nguyên lai like là như vậy a. À. Đây mới chỉ là chương thử nghiệm. Có quỷ mới biết phiên bản đầy đủ của trò chơi này sẽ như thế nào, lại có bao nhiêu dọa người tể tổng nhìn một chút thi thể nhân loại trước mặt nghĩ thầm đều chơi đến nước này khẽ cắn môi làm sao cũng phải kiên trì tiếp tục vì thế hắn tiếp tục xâm nhập muốn nhìn xem rừng rậm ăn thịt người này đến tột cùng còn có thứ gì con cứ đi thẳng theo con đường không bao lâu sau liền sáng lên đây là khu vực rừng rậm dày đặc nhất đi ra chẳng mấy chốc anh phát hiện ra một người đàn ông đội mũ chảy máu và nằm co giật trên mặt đất mẹ nó npc chẳng lẽ chương đầu có chi nhánh nhiệm vụ? Bồi tổng không nói hai lời, lập tức tiến lên đáp lời, lại phát hiện cái này NPC đã hôn mê. Nhưng làm người chơi, không cướp đoạt cướp đoạt vậy thì quá không xứng đáng với thân phận này. Vì thế tể tổng bắt đầu lục soát cái này NPC, thật đúng là từ trên người hắn lấy ra một cái đánh dấu 21 con số kim loại chìa khóa lớn. Dưới đây là một số lưu ý về chiếc chìa khóa này. Nếu có một lối thoát cho khu rừng, chiếc chìa khóa này sẽ là chìa khóa để mở nó. Bồi tổng. Ta lấy được đạo cụ mấu chốt rồi. Ngay khi hắn nghi hoặc, màn hình trò chơi dần tối đen. Anim mới xuất hiện. Đây là một mảnh hôn ám không thấy rõ con đường trong rừng rậm. Một người đàn ông, đang ngồi sổng quay lưng lại, kiểm tra người ngã xuống. Phía dưới còn có một câu thoại. Tôi chưa từng thấy người đàn ông hôn mê này. Bồi tổng nhìn đến đây, nhất thời hiểu được. Đây là câu chuyện tiếp theo nhân vật chính gặp phải NPC này. Nó được thể hiện dưới dạng hoạt hình. Anh không ồn ào, tiếp tục nhìn. Trong trò chơi, dòng tiếp tục. Trên người hắn chỉ mang theo một cái chìa khóa cùng một quyển nhật ký. Kế tiếp hình ảnh là một cái có chút hói đầu nam nhân, khi một cái hôn mê mũ nam nhân chậm rãi đi lại. Nếu hắn có thể có biện pháp lẻn vào, vậy hắn khẳng định cũng biết cách thoát ra hắn hiển nhiên sẽ không ngoan ngoãn làm theo lời ta nói nhưng mà trong hình là một ống tim bên trong là một loại thuốc không biết tên nào đó tựa hồ đang chuẩn bị tim cho ai tể tổng nhìn đến đây liên tưởng đến nhân vật mình điều khiển là một bác sĩ cùng với trong phòng có một ít cửa không thể mở ra trong đó một gian còn đóng nghi là quái vật hoặc là nhân loại lại liên tưởng đến trong phim hoạt hình mở màn trò chơi bác sĩ này tựa hồ bị xa lánh loại chi tiết này vừa kết hợp cả người hắn đột nhiên giật mình. Mát. Ta điều khiển sẽ không phải là đang tiến hành nhân vật chính bác sĩ biến thái thí nghiệm trên người chứ. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, liền không bao giờ dừng lại được nữa. Chết tiệt. Trò chơi này thần rồi. Đây là đánh giá của tể tổng căn cứ vào não bộ của mình. Mà ở trong trò chơi, hoạt hình còn chưa xong, lúc này xuất hiện là một đôi đồng tử. Mà ở trong con ngươi, cây kim kia, bị phóng đại vô hạn. Cùng một chỗ, còn có một câu cuối cùng, thuộc về lời thoại của bác sĩ. Đó cũng không phải là việc khó. Hết chương này. Chương 5 hợp nhất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5. Đổi nhân vật chính. Hai chương trong một, đây là một gian phòng nhỏ tối tăm có chứa hầm trữ vật, trên mặt đất, tràn đầy nắm sinh trưởng, giống như phòng ốc bị cắn nuốt, làm người ta da đầu rung lên đầu hói bác sĩ, chính một bên buộc chặt khiên trở về mũ nam, một bên ở trên người hắn tìm tội vật phẩm hữu dụng, trong miệng còn đang không ngừng mở miệng cảnh cáo. Tôi sẽ rời khỏi khu rừng chết tiệt này. Mày có nghe tao nói không? Thằng chó đẻ. Nói cho tôi biết làm thế nào để thoát ra và tôi sẽ thả bạn. Bồi tổng mắt không chuyển mắt nhìn hoạt hình diễn toán tức thời của trò chơi. Đây là một cách trình diễn khác với phim CG phù hợp hơn với trò chơi và người chơi. Lúc này, hắn đã phát hiện nhân vật chính mình điều khiển bắt đầu có chút không giống. Hình ảnh vừa chuyển, người đàn ông đội mũ đã bị trói ở trên ghế, không thể động đậy. Lại tự hồ bị tiêm cái gì đó, cả người vô lực. Và bác sĩ hỏi, đứng một bên, đi về một hướng nào đó, mặt không đổi sắc, lẩm bẩm. Tôi thỉnh thoảng nghe thấy giọng cô ấy, cô ấy đang gọi tôi. Gọi tôi về nhà. Cô ấy bồi tổng chú ý tới nơi này nàng dùng chính là nữ xưng có một nữ nhân đang kêu gọi chính mình điều khiển nhân vật chính cô ấy là ai lúc này ở trong mắt tể tổng trò chơi này bắt đầu trở nên khó bề phân biệt hình ảnh tiếp theo là bác sĩ hói đầu đứng trước người nam nhân đội mũ bị trói lại rống to lối ra ở đâu ở đâu mau nói cho ta biết lối ra ở đâu theo tiếng gào thét của bác sĩ, người đàn ông đội mũ cũng bắt đầu giãy giụa, nhưng dây thừng trói chặt anh ta rất chặt, khiến anh ta chỉ có thể lắc lư vặn vẹo. Bác sĩ thấy vậy, vùng nắm đấm lên, hung hăng đánh vào mặt người đàn ông đội mũ. Trò chơi lập tức thông qua hình ảnh rung động cùng âm hiệu, để đem cảm giác đã kích biểu hiện vô cùng nhượng nhuyễn, làm cho con luôn cảm giác so với một ít trò chơi RPG động tác đã kích còn muốn gấp mấy lần có thừa. Ngay sau đó, bác sĩ lại một quyền đánh tới hình ảnh lại rung động làm người chơi cho dù cách màn hình đều có thể cảm giác được này hai quyền lực đạo nhìn hắn không khỏi tặc lưỡi thốt ra ta đi thật mảnh a à. bác sĩ đánh hai quyền cả người run rẩy kịch liệt thở hổn hển không ngừng nhưng người đàn ông đội mũ vẫn ngậm miệng không nói cái gì cũng không nói bác sĩ không giữ lại nữa sau khi nghỉ ngơi một chút anh lại vung nắm đấm hung hăng đánh tới một quyền này xuất ra khí lực toàn thân đem nam tử mũ đánh ngã xuống đất còn nghiền nát chân ghế ngay cả con trai cũng bị một quyền này dọa sợ chính mình điều khiển nhân vật chính mạnh như vậy sẽ không đem người đánh chết chứ trong game bác sĩ lại lên tiếng nếu ngươi không trả lời ta sẽ giết ngươi như giết chó nói xong xoay người rời khỏi phòng hình ảnh trò chơi dần tối đen khi lần nữa hiện ra lúc để tổng kinh ngạc phát hiện, trò chơi đổi nhân vật chính. Đổi thành bị đánh mũ nam. Chế tác giả, người chơi lớn như vậy, văn bản lượng cùng nội dung vở kịch chất lượng yêu cầu cũng không thấp A, à. hơn nữa trò chơi rất dễ dàng ra BUG, người đầu sắc như vậy sao? Dưới thao tác của con, người đàn ông đội mũ thoát khỏi trói buộc của dây thừng, tập tễnh đứng lên. Tên khốn đó ăn cắp chìa khóa của tôi. Theo người đàn ông đội mũ đứng dậy, hoàn cảnh xung quanh cũng chậm rãi xuất hiện đây là nhà của bác sĩ xem ra thật sự là đổi nhân vật chính hiện tại bắt đầu điều khiển mũ nam sau đó mục tiêu hàng đầu là chạy ra bác sĩ phòng ở bồi tổng trước tiên ở trong phòng cướp đoạt một chút căn cứ gợi ý chế tác băng vải trị liệu chính mình sau đó phát hiện cánh cửa duy nhất đã được bác sĩ gia cố và niêm phong lại như vậy muốn rời khỏi phòng phải tháo giấy niêm phong ván gỗ ra lại thông qua gợi ý, chế tác máy mở khóa, mở hộp đựng đồ trong phòng ra, ở bên trong phát hiện một cái sẻn sắt cùng đèn pin. Và phía dưới sẻn sắt còn có miêu tả. Một vũ khí hạng nặng phạm vi lớn. Nhìn thấy vậy, đàn con luôn hiểu được. Thời kỳ phi thường mà, sẻn cũng là vũ khí, điều này rất hợp lý, ừm. Nếu là vũ khí, ta đây dùng sẻn phá cửa, cũng rất phù hợp lẽ thường đi. Nói làm là làm, tể tổng cầm sẻn, hung hăng đánh xuống cửa gia cố xem ta vật lý mở cửa thình thịch tiếng vang thật lớn làm cho trong lòng hắn sợ hãi lớn tiếng như vậy mẹ nó sẽ không đưa tới bác sĩ nhưng trong tay có vũ khí để cho hắn trong lòng nhất thời an tâm hư bác sĩ đến cũng không sợ ta hai cái sẻn liền có thể gọi chết hắn rốt cục tấm ván gia cố trên cửa bị đánh nát nhưng sẻn cũng không thể sử dụng được vì độ bền. Chú gấu luôn nhìn thấy điều này, gọi thẳng nhà sản xuất sẽ chơi. Tôi có một khẩu súng cho anh, chỉ để mở cửa thôi. Quên đi, bây giờ đi ra ngoài trước quan trọng hơn. Vì thế hắn đẩy cửa phòng ra, bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng. Mà bác sĩ, thình lình đứng ở ngoài cửa. Nhưng một giây sau, không biết nguyên nhân gì, một tiếng lạch cạch, ánh đèn tắt, trong phòng lâm vào trong bóng tối mà bác sĩ cũng không thấy bóng dáng may mắn lúc trước cướp được đèn pin không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy nhưng bác sĩ kia biến mất cũng làm cho hắn không hiểu ra sao nói như thế nào cũng là lúc trước khống chế qua nhân vật hiện tại đột nhiên liền quỷ dị như vậy biến mất để cho hắn cảm giác được một tia không thích ứng bất quá vừa nghĩ tới đây là trò chơi khủng bố trong lòng liền tiêu tan kinh khủng mà cái gì cũng có thể nhưng căn phòng này thật sự tối. Đàn con luôn bật đèn pin, thăm dò trong nhà bác sĩ. Dưới ánh đèn chiếu rọi, hắn phát hiện trên mặt đất căn phòng này tràn đầy một loại nấm nào đó, dày đặc tê dại nhìn khiến người ta không thoải mái. Còn có rễ cây đang xen kia thật giống như mạch máu, trải rộng khắp nơi. Cả căn phòng lại cho hắn một loại ảo giác tự như sinh vật. Đây là trải nghiệm chưa từng có. Rất là mới lạ. Bất quá căn nhà này lúc trước lúc điều khiển bác sĩ đã thăm dò qua một lần, cho nên hiện tại cũng chỉ là đổi nhân vật xem có thể sửa mái nhà dột hay không. Vậy ta bây giờ đi trước mở không ra gian phòng nhìn xem sẽ như thế nào? Tỷ như gian kia khả năng nhốt quái vật hoặc là nhân loại gian phòng. Nói làm là làm, tể tổng bật đèn pin đi tới gian phòng lúc trước, nhấp chuột một cái, một cái khóa mật mã bắn ra. Hiển nhiên, bên trong nhất định phải nhốt thứ gì đó, thế cho nên bác sĩ phải khóa mật mã mới có thể yên tâm. Cho nên bây giờ tôi phải tìm mật mã trong căn nhà tối đen này. Bồi tổng buông khóa mật mã xuống, kết quả nhất thời, trong phòng truyền đến một đạo thanh âm. Ai ở đó? Làm ơn, thả tôi ra. Tể tổng ngẩn người, nhíu mày. Trong phòng là người. Tôi còn tưởng là quái vật, bác sĩ kia còn nói cái gì, mất thật nhiều công phu mới nhốt vào, thì ra là một người bị hại khác quả nhiên là bác sĩ biến thái. Chờ lão ca, ta lập tức tìm mật mã cứu ngươi ra. Tuy rằng người trong trò chơi không nghe được những lời này của hắn, nhưng cảm giác nhập tâm mãnh liệt vẫn để cho hắn nói ra. Mật mã sẽ không ở trên radio chứ. Dù sao trên đó khác nhiều con số kênh như vậy, có thể sẽ có manh mối. Bồi tổng bật đèn pin đi tới một gian phòng khác, mở radio kiểm tra. Nhưng vẫn không có kết quả mật mã không có trên radio mặc dù tầm mắt tể tổng nhìn về phía ngăn tủ bên tường nhất thời hai mắt hắn hiếp lại bởi vì vị trí của tủ đã thay đổi hắn nhớ rõ ràng bên tường này nguyên lai like có cánh cửa hơn nửa lúc trước điều khiển bác sĩ còn nói rõ ràng hiện tại tốt nhất không nên đi vào nhưng hiện tại cái tủ này chặn lại cánh cửa này vì sao bác sĩ làm cái quái gì đằng sau cánh cửa vậy tể tổng đi tới trước ngăn tủ, nhìn một chút, sau đó đẩy ra, lộ ra cánh cửa kia. Mà trong nháy mắt này, một đạo quỷ dị giọng nữ gào thét mãnh liệt vang lên, chói tai tiếng vang để cho hắn nhất thời cả kinh, tóc gáy chợt nổi lên. Vội vàng bật đèn tin nhìn quanh bốn phía, nhưng cái gì cũng không có. Thanh âm gì? Tể tổng khẩn trương nhìn chung quanh, dưới bầu không khí áp lực này, đột nhiên kinh hách làm cho trán của hắn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh nhưng chính mình lại hồn nhiên không biết thanh âm rít nhọn kia không còn vang lên nữa bất quá điều này đã làm cho tể tổng bắt đầu cảnh giác cao độ hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra ngăn tủ phía sau cửa thình lình phát hiện bên trong lại là một cái lâm thời phòng giải phẫu chính giữa là một cái bàn kim loại buộc dây lưng hiển nhiên là vì sao người ta chuẩn bị hoặc là đã sử dụng qua bồi tổng đánh giá căn phòng này một cái trống trải nhưng hỗn độn thảm trên mặt đất tùy ý vứt bỏ mặt tường đồng dạng là mảng lớn nắm cùng rễ cây còn có một cái củ máy phát điện bị yên lặng đặt ở một góc chú gấu đi qua phát hiện cần xăng mà hắn lại vừa vặn ở một góc khác tìm được trữ vật trương bên trong có nửa thùng xăng cùng một cây rắn chắc có thể làm vũ khí dùng chân bàn vũ khí mới dùng để thay thế sẻn sao a à, còn hơn không có gì hắn cầm lấy chân bàn trang bị lên đổ hết xăng vào máy phát điện cũ rồi bật lên nhất thời hắc ám xua tan căn phòng lại sáng lên cùng lúc đó còn truyền đến tạp âm đặc biệt của radio hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân thông điện làm cho nó hoạt động trở lại bồi tổng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài dự định tiếp tục tìm kiếm mật mã kết quả sau khi nhìn thấy đồ vật bên ngoài thần sắc mảnh liệt ngẩn ra nơi lẽ ra là radio lại xuất hiện một người nằm trên mặt đất. Cả người hắn trần trụi, đầu vặn vẹo, tay chân tự như máy móc, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút. Vị trí bụng còn nối mấy sợi dây điện, kéo dài đến trên tường, dưới thân càng là một mảnh rễ cây dày đặc đan xen, giống như giường cho hắn nghỉ ngơi. Người này xuất hiện khi nào? Tể tổng mang theo nghi vấn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lại phát hiện trò chơi nhắc nhở hắn, đây là một cổ thi thể cái này thỉnh thoảng vặn vẹo người lại là một cổ thi thể cùng lúc đó phía dưới còn xuất hiện một câu miêu tả chỗ mắt của thi thể này đã được thay thế bằng hai nút bấm miệng anh ta há to và tạo ra một âm thanh méo mó gần như khó nhận ra như tiếng ồn radio thông qua miêu tả tể tổng hiểu được thi thể này là cái gì lại là radio nhưng tại sao cơ hội thu âm đột nhiên biến thành một thi thể hình người mà thi thể này còn thỉnh thoảng vặn vẹo, thoạt nhìn tự như sống đồng dạng. Chờ đã. Không đâu. Lúc trước bác sĩ cho hắn tiêm một loại dược tề nào đó, có thể hay không chính là cái này dược dịch sinh ra ảo giác. Rất có thể, xét thấy đây là trò chơi kinh dị, hắn không có dừng lại quá nhiều cùng não bổ, mà là ra cửa tiếp tục tìm kiếm mật mã. Ngay khi anh chuẩn bị đi đến văn phòng bác sĩ, một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau anh. 4892 bồi tổng sửng sốt. Âm thanh này hỗn hợp với tiếng ồn mãnh liệt. Sẽ không phải là cổ thi thể kia phát ra chứ. Hắn lập tức trở về gian phòng lúc trước, vừa nhìn, nào còn có cái gì thi thể, nào còn có cái gì dày đặc đang sen rễ rễ. Trên mặt đất trong phòng, chỉ có một cái radio nối liền với dây điện. Lúc này đang không ngừng từ bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn nghìn 892 4.892, 4.892, đây là mã khóa. Quả nhiên vừa mới nhìn thấy đều là ảo giác. Tể tổng ghi nhớ con số này, bước nhanh chạy tới gian phòng khóa lại, thử mở ra. Theo một tiếng tách thanh thúy, mật mã khóa mở ra. Giải quyết. Đúng là mật mã này. Tể tổng đã khẩn cấp muốn gặp một lần bên trong bị giam giữ người, cho nên hắn gấp không nhìn được đẩy cửa lại phát hiện cửa bị kẹt rồi mà lời thoại phía dưới dứt khoát nói cho hắn biết nên dùng chút bạo lực cho nên hắn nhấc chân bàn lên không chút do dự hướng cửa vung xuống với một tiếng nổ lớn cánh cửa cuối cùng cũng mở ra bên trong lại có tiếng kêu cứu cứu tôi đến rồi lão đệ bồi tổng vào nhà phát hiện gian phòng này một mảnh đen kịt đưa tay không thấy năm ngón nhưng hắn không quan tâm nhiều như vậy trực tiếp dựa vào thanh âm bất quá người trong phòng kế tiếp một câu nói lại để cho hắn lần nữa cảnh giác chỉ nhìn người trong bóng tối kia nhẹ nhàng mở miệng gần hơn nữa nhìn đến đây tể tổng bắt đầu hoài nghi người trong phòng này có phải là người giữ trật tự thiện lương hay không cửa của ta đã mở cho ngươi ngươi cũng nên đi ra chứ còn dụ dỗ ta đi sâu vào là muốn làm gì ta như thế nào cảm giác đây là một cái bẫy Tể tổng cảm thấy không ổn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lại tiến lên, sau đó. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo hình ảnh run rẩy cùng vết máu bắn tung tóe, cùng với một tiếng kêu đau đớn, tể tổng lúc này bị công kích bất thình lình này dọa đến toàn thân run lên. Con mẹ nó địch nhân. Tôi bị tấn công. Hắn có được kinh nghiệm GTS phong phú, trong lúc hoảng loạn vội vàng giơ chân bàn lên, sau đó điên cuồng phản kích lúc này hắn cũng bất chấp nhìn kỹ đối diện là ai dám tấn công ta vậy thì ngươi là kẻ thù xem ta đánh không chết ngươi sau khi vung mấy cây gậy xuống người công kích hắn cuối cùng ngã xuống đất nhưng không có kêu đau mà là phát ra ý cười âm trầm ha 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 vậy bây giờ ngươi làm sao thoát khỏi nơi này ngươi cho rằng bằng chính ngươi làm được sao người trong phòng lời này vừa nói xong tể tổng liền nghe được phi thường quỷ dị nói nhỏ thanh âm này rất làm hắn khó chịu thật giống như có rất nhiều người ở bên tai nỉ non kể rõ tâm khiếp đến hoảng mà thanh âm như vậy đang càng lúc càng lớn càng lúc càng vang nghe có nghe thấy không cô ấy đến rồi vừa dứt lời giọng nữ quỷ dị lúc trước lại vang lên thanh âm từ xa đến gần chỉ trong nháy mắt giọng nữ bén nhọn kia gào thét nổ vang bên tai Toàn bộ trò chơi hình ảnh bắt đầu không ngừng rung động, giống như là động đất bình thường rung động không ngừng. Trong phòng một tiếng bóng đèn vỡ vụn thanh từng cái truyền đến, đã không có ánh sáng, khiến cho toàn bộ phòng ốc lần nữa biến thành một mảnh đen kịt. Mà tiếng nỉ non hỗn độn càng ngày càng nghiêm trọng, tràn ngập đại não của hắn, tạo thành ô nhiễm thính giác mãnh liệt, làm cho tể tổng chưa bao giờ trải qua loại chuyện này đầu đầy mồ hôi, hoảng loạn. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? ai muốn tới? Bồi tổng sợ hãi vội vàng đi tới cửa, muốn đóng cửa phòng lại, lại không ngờ, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh cửa gỗ va chạm. Cái này hắn quen. Hắn biết rõ đây là âm thanh gì. Giống y như tiếng hắn dùng sẻn phá cửa vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài có thứ gì đó sắp xông vào. Một tiếng bùng thanh thúy lại vang lên. Cửa mở rồi. Cùng lúc đó, một tiếng tru cực kỳ ác hàng cũng vang lên. Gấu con luôn biết. Thứ đó. Đang vào. Đang lúc hắn nắm chặt chân bàn chuẩn bị nghênh chiến, một bóng đen hình người bò sát trên mặt đất lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Con nhỏ run rẩy trong lòng luôn bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời sợ tới mức lông đều dựng thẳng lên, còn hô lên tiếng địa phương của đâu lôi lâu ta. Thứ gì? Thứ gì? Thứ gì? Thứ gì? tể tổng lúng cuống, dục vọng chạy trốn mãnh liệt làm cho hắn ở trong phòng ốc tối đen hoảng hốt chạy bừa, hoàn toàn quên mất mình còn có thủ đoạn công kích. Rất nhanh, hắn đụng vào tường, còn không đợi hắn kịp phản ứng, đã bị hình người bóng đen mãnh liệt nhào lên, trong nháy mắt tiếp theo, bạch quan chật lóe, vết máu vừa hiện, trò chơi kết thúc, để cho hắn ngây ngốc tại trước máy tính. Nhìn hình ảnh dần dần biến thành màu đen, một hàng chữ viết chậm rãi hiện lên cảm ơn bạn đã thử chơi bản demo Dark Forest, xin vui lòng chờ đợi phiên bản đầy đủ. Nếu có lời khuyên, xin vui lòng gửi thư riêng cho tôi trên trang web gửi bản thảo, nhà phát triển cá nhân rất cảm kích. Nhìn đoạn cảm ơn này, tệ tổng thật lâu không nói. Đợi sau khi hình ảnh trở lại menu trò chơi vẫn như thế. Thẳng đến một hồi lâu sau, mới bật thốt lên một câu chửi rủa. Trò chơi kinh dị tôi RNM. Sau đó di chuyển chuột chọn để bắt đầu trò chơi. Anh ấy đang chuẩn bị cho video mới. Hết chương này. Chương 6 Mấy triệu tổng lượt phát sóng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 Một triệu phát sóng lượng không hay rồi Ồ, cái này cũng hay lắm Ngô 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 Mạnh thư ngồi trên bàn cơm, lặng lặng nhìn em gái mình ăn như hổ đói theo trí nhớ, gia đình này thích ăn cây. Mà bản thân hắn, cũng nấu một tay món cây tứ xuyên ngon, quả thực hoàn mỹ phù hợp, để nha đầu này ăn đầy miệng là giàu, không chút thuộc nữ. Trên bàn là bốn món ăn đơn giản một món canh. Chỉ một mình nàng, đã càng quét một phần ba, không thể không nói nha đầu này dáng người nhìn rất tốt, khẩu vị cũng không nghĩ tới lớn. Mạnh tiểu nhiên đặt bát xuống, ở một cái, cầm lấy khăn giấy lau miệng con ngươi trong suốt nhìn chầm chầm ca ca nhà mình, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Lão ca, ngươi học nấu ăn lúc nào? Mạnh thư bưng ly nước, chậm rãi uống, nghe nói như thế, anh chỉ cười cười, không trả lời. Mùi vị thế nào? Mạnh tiểu nhiên liên tục gật đầu. Ăn ngon. Ăn ngon. Tay nghề của lão ca cũng quá tốt đi. Lần sau ba mẹ tăng ca, buổi tối phải dựa vào ngươi A lão ca. Mạnh Thư nhún vai, gật đầu, không trả lời, tiếp tục uống nước sạch, xem như chấp nhận. Nhà đầu đối diện sau khi ăn uống no đủ, sờ sờ cái bụng nhỏ phòng lên, sau đó chống quải trượng dưới nách chuẩn bị trở về phòng. Lão ca, đỡ ta một chút nha, ăn no có chút đi không nổi. Mạnh Thư nhìn cô một cái, gật gật đầu. Đứng dậy, đỡ cô về phòng. Sau đó lại đi tới phòng khách, nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, đã 8 giờ tối, Hai người hẳn là cũng phải trở về. Quả nhiên, vừa mới nghĩ như vậy, chợt nghe thấy bên ngoài liền truyền đến động tĩnh của xe đạp. Nhà, không có xe. Thậm chí ngay cả lừa điện nhỏ cũng không có, chỉ có xe đạp. Mạnh Thư nhìn cửa một cái, xoay người đi vào phòng bếp, múc thức ăn trong nồi ra. Mạnh Tiểu Nhiên ăn, chỉ là một phần. Những thứ trong nồi này là để lại cho nhị lão. Sau khi hắn bưng những món ăn này lên bàn cơm, cửa cũng vừa vặn mở ra cha mẹ hắn ở thế giới này đã trở về chỉ liếc mắt một cái liền thấy được tang thương cùng già nua của bọn họ mẹ anh vẻ mặt mệt mỏi bước đi dường như đều rất bất lực phụ thân hắn cũng không cao lớn tóc thưa thớt bả vai cao thấp bất bình nhìn ra được hai người bọn họ chính là vì gia đình nhỏ này cố gắng phấn đấu cho dù dần dần lớn tuổi cũng vẫn phải gánh vác trách nhiệm Hai người bọn họ khi nhìn thấy Mạnh Thư trước bàn cơm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn thấy bốn món mặn một món canh nóng hổi trên bàn lại hơi sửng sốt. Những thứ này, gọi đồ ăn bên ngoài sao? Các cậu còn chưa ăn sao? Mạnh Thư lắc đầu, cười cười. Em làm, về trễ như vậy, chắc là còn chưa ăn, ăn cơm trước đi. Nhị lão mặt nhìn nhau, từ trong mắt mỗi người thấy được kinh ngạc. Con trai chúng ta. Khi nào thì biết nấu ăn? sáng sớm hôm sau. Mạnh Thư sớm rời giường, làm xong bữa sáng cho hai người. Cháo bí đỏ bình thường cùng với ngô nấu cùng với trứng ốc la chiên, sau khi đặt ở trên bàn liền trở về phòng. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, Mạnh Tiểu Nha đầu khẳng định còn chưa tỉnh, cho nên bữa sáng của nàng có thể mặc kệ. Phần của mình cũng đã ăn rồi. Vậy thì nhân dịp một ngày mới, hãy tiếp tục khai thác khu rừng âm u chương một đi. Bất quá trước đó, trước tiên xem một chút video đăng lên ngày hôm qua có phản ứng gì không. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại di động, mở mạng lưới đạn ra. Nhất thời, góc trên bên phải bắt mắt 99, biểu thị việc này cũng không đơn giản. Mở ra xem, lại càng ghê gớm. Trả lời 99, tin nhắn riêng 99, lại like 99. Đây quả thực là nổ tung. Mạnh thư nhìn đại khái cơ hồ đều tháng phục chất lượng trò chơi cao cùng trò chơi có bao nhiêu dọa người vân vân. Trong thư riêng ngoại trừ khen ngợi, thỉnh giáo cùng chửi rủa vô não ra, còn có mấy người tự xưng là công ty du lịch Tây nào đó, hướng hắn ném ra cành ô liu, hy vọng có thể tuyển dụng hắn. Nhưng dù vậy, vẫn không có công ty nào nguyện ý đầu tư hoặc tài trợ. Cho dù là mấy nhà ném cành ô liu về phía hắn cũng vậy, tình nguyện tuyển dụng hắn, cũng không muốn đầu tư khai phá rừng rậm âm u có thể thấy được những xí nghiệp này thật sự cũng không xem trọng trò chơi khủng bố. Trở lại trang đầu, chuẩn bị mở thông tin cá nhân của mình tìm video tải lên để xem dữ liệu. Kết quả rõ ràng ở trang đầu phát sóng luân phiên đề cử bên trong thấy được video của mình. a à, cái này, liền lên trang đầu đề cử. Mạnh thư vội vàng mở video của mình ra, nhất thời, anh mở to hai mắt nhìn. 160 v đúc phát lại, 84 v đúc lượt thích. 91 V đúc đồng xu, 27 V đúc bộ sưu tập, 14 V đúc chuyển tiếp. Số liệu này, gây gớm, gây gớm a. Dùng thời gian một đêm đến xem, nổ tung được không? Bao nhiêu video tuyên bố một tuần cũng không có số liệu này, mình vẹn vẹn một buổi tối đã có loại số liệu khả quan này, quả thực chính là kỳ tích a. Hơn nữa điều này cũng biến tướng nói rõ quần thể rất lớn. Mặt khác, không chỉ là những số liệu này, ngay từ sáng sớm còn có hơn 1.200 người đang xem. Tổng số màn hình lên tới 1,9V. Tổng số bình luận lên tới 9. 468 điều. Ngay cả số fan của mình, cũng từ 4 người ban đầu, biến thành hơn 4.000 người. Từng số liệu này trực quan nói cho hắn biết, video của ngươi, nổi tiếng rồi. Lòng Mạnh Thư có chút kích động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình công bố video kết quả liền lấy được thành tích không tầm thường dẫn đầu đại bộ phận người như vậy làm cho trong lòng hắn không khỏi kích tình tăng cao nhìn thoáng qua bình luận đại bộ phận người đã tải xuống trò chơi đều tỏ vẻ mình bị bầu không khí khủng bố trong đó dọa sợ anh nói đây là do một người phát triển em đọc sách cũng không dễ lừa tối hôm qua tải xuống chơi một chút ta chỉ có thể nói quá dọa người ta cũng đau loa này mẹ nó ta cảm giác chế tác chính là tới trả thù xã hội. Khủng bố trò chơi không phải vẫn là treo đầu dê bán thịt chó rác trò chơi sao? Hướng về phía sản xuất trong nước cá nhân khai phá cái này mánh lới đau loa, kết quả mẹ nó dọa đến ta, nói đều nói không nên lời. Cái này cùng trên thị trường những cái kia lừa gạt tiền khủng bố rác rưởi trò chơi không giống nhau, cái này là thật sự khủng bố. Những bình luận này, hiển nhiên cũng hấp dẫn sự tò mò của những người chưa tải xuống trò chơi thực máy biểu diễn nhìn cũng được, nhưng thượng đế gốc nhìn cùng khủng bố trò chơi ta ghét không tới, thật sự có khủng bố như vậy sao? Qua nhiều năm như vậy, khủng bố trò chơi ai làm ai chết đã thành kết luận, thù chúng tiểu, lại ít được chú ý, công ty lớn cũng không dám đặt chân, kết quả hiện tại một cái không có tiếng tâm gì khủng bố tiểu sản xuất trong nước liền dám như vậy thổi. Trước kia những trò chơi khủng bố kia đều là trâu ngựa gì? Có thể so sánh ngươi sẽ không phải là không có máy tính vân người chơi a à? phát triển cá nhân có thể có chất lượng này là không tệ lát nữa thử một chút trò chơi gì tại xuống ở đâu điện thoại di động có chơi được không như là như vậy bình luận còn có rất nhiều mạnh thư đoán chừng toàn bộ xem xong phỏng chừng một ngày đều trôi qua cho nên hắn cũng liền không nhìn xuống về phần những người ném cành ô liu kia hắn cũng không để ý tới quả thật thu nhập làm công cho người khác sẽ rất ổn định nhưng trước kia mình lấy thân phận người chế tác dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có công ty thuộc về mình hơn nữa kinh doanh khéo léo giá trị con người xa xỉ là một người thành công hiện tại hắn tự nhiên sẽ tiếp tục đi con đường này huống chi còn có hệ thống trợ giúp chẳng khác nào đem độ khó gây dựng sự nghiệp từ phi thường khó khăn biến thành đơn giản mà thôi thiếu đơn giản chính là tiền nhưng hiện tại dưới sự tuyên truyền nho nhỏ của rừng rậm âm u, có một lượng người nhất định. Hắn tin tưởng, hiệu quả tuyên truyền này, rất nhanh sẽ có phản hồi. Hết chương này. Chương 7 Cần đăng ký công ty Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Cần đăng ký công ty Mạnh Thư ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại. Bản thuộc tính của hắn lại xuất hiện. Kế hoạch 60. Bình thường chương trình. 60. Chung, nghệ thuật. 60. Nói chung, âm nhạc. 60. Nói chung, tổng giá trị hoảng sợ. 500 nhìn thấy bản này, mạnh thư trầm ngâm, nhíu mày. Thuộc tính. Không thay đổi. Giá trị kinh hải. Một chút cũng không tăng. Tại sao? Là bởi vì đây là thử nghiệm demo. Hay là bởi vì hệ thống tặng không tính? Mạnh Thư suy tư một chút, trong lòng có một suy đoán đại khái. Có thể hay không bởi vì không phải phiên bản đầy đủ của trò chơi, cho nên cho dù dọa đến người chơi cũng sẽ không gia tăng kinh hải giá trị. Ý nghĩ này vừa ra, tâm của hắn liền lập tức tiếp nhận thuyết pháp này. Nếu không, sẽ không có cách nào giải thích nguyên nhân trò chơi demo hù dọa người chơi, giá trị kinh hải không tăng thêm. Mạnh Thư nghĩ đến đây, không khỏi thở dài trò chơi chính của thế giới này là Gung xe Giờ Bôn. Hắn vốn còn muốn thông qua biểu diễn thực cơ của rừng rậm âm u để soát một chút giá trị kinh hải, sau đó mua phương pháp chế tác Titan ngã xuống hai của thế giới, cũng dùng video tuyên truyền kèm theo bên trong để kéo một khoản đầu tư, lại dùng khoản đầu tư này thành lập công ty, tuyển người, khai phá trò chơi, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hắn tin tưởng, trong thế giới song song toàn là chiến tranh hiện đại này, không có nam nhân nào có thể chống cự được mị lực điều khiển cơ giáp tác chiến cho nên hắn tin tưởng dự cáo một khi thả ra đầu tư khẳng định tới cửa nhưng hiện thực vẫn quá hiển nhiên hệ thống chính là hệ thống trực tiếp đoạn tuyệt con đường lệch lạc này để cho hắn không thể không thành thật khai phá âm u rừng rậm hoàn chỉnh bản quên đi từng bước từng bước kiên định làm đi hai tay mạnh thư sờ lên bàn phím thời gian rất nhanh đã trôi qua nửa tháng trong thời gian này, mỗi ngày hắn đều ở trước máy tính phát triển trò chơi kinh dị này. Ở hệ thống sản phẩm động cơ dưới sự trợ giúp, tiến độ nhanh chóng, rất nhanh liền đem chương thứ nhất khai phá xong, vả lại kiểm tra không sai. Thậm chí ở chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành phương thức thượng, còn làm được so với nguyên bản tốt hơn cũng càng thêm hoàn thiện. Sau đó ngay cả đầm lầy chương 2, cũng phát triển tới 20% tiến độ. Khoảng cách tới thành phẩm sắp tới mà trong khoảng thời gian này, hắn công bố video biểu diễn, nên đón hai lần nhân khí bùng nổ. Lần đầu tiên, là một vị tổng giám đốc úp ra một video, lấy giọng nam cao thét chói tai tự mình thể nghiệm trò chơi này, mang đến cho khán giả niềm vui thú vô tận, cũng vì rừng rậm âm u nên đón một làn sóng chú ý lớn. Lần thứ hai, thì là lên màn đạn võng tuần này tất xem, còn bị đánh lên một lần nữa định nghĩa khủng bố trò chơi nhãn hiệu, cái này chẳng khác nào là bị trang web đề cử bởi vậy, lại nên đón một sóng lớn chú ý, để vô số người nhau nhau điểm vào xem, cái này khiến cho video của hắn các hạng số liệu nhanh chóng tăng lên, lượng phát sóng đã cao tới 1091 v đúc. Cùng tăng lên, còn có ném tiền, like, số liệu nổ tung nạp điện, cộng lại, Mạnh Thư có thể trực tiếp rút ra gần 3 vạn đồng ở phía sau sân khấu. Đây vẫn chỉ là lợi nhuận của một video. Hơn nữa thông qua hai chuyện này, độ nổi tiếng của trò chơi âm ám xâm lâm xem như hoàn toàn bị đánh bật. Hiện tại người chơi vòng tròn mỗi người đều biết có một độc lập khai phá sản xuất trong nước khủng bố trò chơi gọi âm u rừng rậm, bọn họ tại kinh ngạc chế tác đầu sắc đồng thời, cũng phi thường chờ mong trò chơi này đưa ra thị trường. Thậm chí người ngoài vòng tròn cũng ít nhiều có nghe thấy. Trình diễn thực tế, thử chơi demo, vừa có thể xem, lại có thể tự mình trải nghiệm, tổ hợp tuyên truyền như vậy có thể so sánh với những người đặt dự cáo sau đó xây dựng thư mục mới cũng nói đang làm nhà máy lớn thực dụng hơn nhiều cũng bởi vậy đề tài thảo luận trong rừng rậm âm u cũng càng ngày càng rộng doanh nghiệp ném cành ô liu cho anh cũng bắt đầu nhiều lên nhưng đều bị anh phớt lờ và từ chối dưới nhiệt độ như vậy rốt cục hắn nên đón nhà đầu tư đầu tiên thiết mã tư bản đây là một doanh nghiệp chuyên đầu tư chủ yếu là đầu tư và rút ra lợi nhuận và sẵn sàng giúp phát triển với số tiền một triệu ngay từ đầu mạnh thư cũng rất cao hứng rốt cục hoàng thiên không có lòng người a à, cố gắng của mình không có uổng phí nhưng sau đó lại có chút sầu muộn bởi vì hắn không phải là doanh nghiệp tính chất không có đối với công tài khoản thu tiền không có công dấu ký hợp đồng không có kinh doanh giấy phép xác nhận lợi nhuận năng lực cũng không có thuế vụ tư chất bảo đảm hắn là một người tự nhiên cái gì cũng không có cho dù có người nguyện ý đầu tư, hắn cũng không tiếp thu được. Nếu là muốn cứng trắng thu, vậy thì thuộc về tính chất vay tiền, là phải có lợi tức sinh ra, cùng đầu tư đi ngược lại. Mạnh tiên sinh, xem xét tình huống của ngài, chúng ta có thể không thể tiến hành đầu tư. Nhìn tin nhắn trong thư vê trên điện thoại di động, mạnh thư nhíu mày. Kỳ thật muốn lấy được khoản đầu tư này cũng không khó, đăng ký một công ty là được, chỉ là chạy quá trình sẽ rất phiền toái mà thôi đương nhiên tốn chút tiền tìm công ty đăng ký thuê bao là được mình chỉ cần chạy đến ngân hàng mở tài khoản công lấy ưu thuận là được những thứ khác đi công thương làm giấy phép kinh doanh và con dấu đi cục thuế làm thỏa thuận và hóa đơn vân vân đều có thể do công ty đăng ký hộ làm chờ sau khi công ty chính thức kinh doanh là có thể thu khoản đầu tư này đến lúc đó lại tuyển người khai phá trò chơi khác con đường gây dựng sự nghiệp của mình nước chảy thành sông Vô luận như thế nào, mở công ty là tất không thể thiếu, bởi vì trò chơi phát hành cùng đưa ra thị trường, báo cáo lấy bản hào đều cần có công ty mới được. Hệ thống có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ở phương diện chế tác trò chơi tỏa ra dị sắc. Còn lại, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được. Mạnh thư trong lòng lên kế hoạch như vậy, sau đó liền trả lời thư về. Ta hiểu rõ, nếu như có thể, ta hy vọng có thể cùng quý công ty bảo trì liên lạc, chợ ta bên này có đối công tài khoản sau lại nói chuyện đầu tư công việc có thể chứ rất nhanh bên kia truyền đến hồi âm đương nhiên có thể mạnh tiên sinh bất quá có một điểm ngài cần hiểu rõ ngài là một công ty mới không có lợi nhuận ở phương diện tư chất rất khó có được hệ thống điều khiển gió của công ty chúng tôi nếu là thỉnh cầu nhân công thẩm duyệt như vậy chỉ có một trò chơi còn chưa rõ ràng làm hạng mục có thể kim ngạch sẽ không đạt tới số lượng dự kiến nhìn thấy lời này mạnh thư cũng không thể không tiếp nhận lời này kỳ thật có hai loại thuyết pháp eq cao hệ thống điều khiển gió rất khó khăn eq thấp không qua được eq cao kim ngạch không đạt tới số lượng mong muốn eq thấp rất ít tiền quả thật làm một nhà đầu tư công ty bản thân chính là xem ngươi trò chơi có nhiệt độ mới mạo hiểm tới bây giờ lại phát hiện ngươi là một cái quan can tư lệnh liền căn cứ đều không có loại kia làm sao để cho người ta đầu tư công ty tin tưởng ngươi có thể lợi nhuận ngươi có thể kiếm tiền chỉ dựa vào một trò chơi có chút nóng bỏng sao huống hồ còn là ai đụng ai chết khủng bố trò chơi trước cái đầu sắt đá gì ảnh vẫn còn đây cho nên cũng không khó trách người ta sẽ nói như vậy tuy rằng từ trong hàng chữ mà xem còn có tình trạng vọng vo nhưng đó bất quá là một cách nói khách sáo trên thực tế khoản đầu tư này cơ bản là lạnh ít nhất ở trong rừng rậm âm u nơi này là lạnh mạnh thư cười khổ hai tiếng trả lời tin nhắn hiểu rồi cảm ơn đã chỉ dẫn có cơ hội hợp tác lần nữa không có chi ông men tắt điện thoại di động mạnh thư thở vào một hơi trầm ngâm một lát sau đó hắn lấy lại bình tĩnh chuyện này nhắc nhở hắn một cái. Xem ra phải giải quyết xong chuyện đăng ký công ty trước mới được. Dù sao sau khi có công ty, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện hơn. Hết chương này. Chương 8 Công ty thành lập, duy nhất trò chơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Công ty thành lập, duy nhất trò chơi để đăng ký công ty, Mạnh Thư lại mất thêm một tuần hắn đem video tiền lời rút ra sau đó cầm số tiền này tìm một nhà danh tiếng cùng tư lịch đều rất tốt đăng ký công ty dặn dò công việc để cho bọn họ hỗ trợ chân chạy mà hắn thì bắt đầu tìm nơi làm việc khắp thành phố cái này liền phi thường tốn thời gian trong một tuần kém không nhiều lắm có bốn ngày đều là chạy khắp nơi thuê chỗ đi theo người môi giới nhìn một nhà lại một nhà như thế nào cũng không có thích hợp môi trường tốt giá cả đắt giá cả tốt môi trường kém còn hẻo lánh. Hoặc là phòng trống, cần tự mình bỏ tiền trang hoàng. Nhìn vạn đồng trong túi, Mạnh Thư khóc không ra nước mắt. Khởi nghiệp giai đoạn đầu, vốn khởi điểm quá ít, quá cần tiền. Hiện tại liền chờ mong rừng rậm âm u danh tiếng vô cùng tốt có thể bán chạy. Lại qua một ngày, cũng may sự tình cũng không có gặp gền như vậy. Men Su cuối cùng đã tìm thấy một văn phòng phù hợp trong một khu công nghiệp. Diện tích nơi này không lớn, Trang hoàng cơ bản, công ty trước nghe nói là làm thương mại điện tử, bởi vì nguyên nhân nào đó sụp đổ, đi tương đối vội vàng, đến bây giờ còn có một ít bàn ghế chưa dọn đi. Mạnh thư suy nghĩ những thứ này cũng có thể dùng tạm, đơn giản liền đem những vật còn sót lại cùng nhau thuê lại. Sau khi vấn đề sân bãi được giải quyết, lại ngựa không dừng vó đến cửa hàng quảng cáo một chuyến, thiết kế logo miễn cưỡng không có trở ngại, làm tiêu chí ban đầu của công ty, chờ sau này nhất định là phải đổi. Cứ như vậy, bận rộn một tuần về sau, hắn tại thế giới này công ty nhỏ. Duy nhất trò chơi, chính thức thành lập. Hắn vì thế còn làm một cái led phát sáng bản hiệu, đặt ở trước quầy lễ tân cửa, làm cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một nhà trò chơi công ty. Tên công ty trò chơi duy nhất này là hắn suy nghĩ chừng hai phút quyết định xuống, kém không nhiều lắm chính là loại đầu vỗ một cái liền đi ra. Bên trong cũng không có gì sâu sắc, ý nghĩa nhìn xa trông rộng ở bên trong thuần túy chỉ là thuận miệng, dễ nhớ, thường thấy, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc mà thôi. Mạnh Thư là một người thực tế, không muốn làm những thứ có hay không, ý nghĩa loạn thất bát tao ở trong tên công ty, khiến cho nhớ lại không dễ nhớ, còn phí đầu óc. Lấy cái tên mà học sinh tiểu học cũng có thể nhớ được không tốt sao? Anh đến khu công nghiệp, lên tận 5 tòa nhà C, đi tới số 520, mở cửa kính tiếp theo liếc mắt một cái liền thấy được ngay ngắn chỉnh tề, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu kinh doanh công ty. Trước sân khấu trên vách tường kia phát sáng duy nhất trò chơi bốn chữ to rõ ràng bày ra, bắt mắt sáng tỏ. Mạnh thư dạo một vòng trong công ty diện tích không lớn, sau đó kéo ghế dựa ra, ngồi lên, cũng tiện tay châm một điếu thuốc, hút mây nhả khói. Tiếp theo dùng thanh âm chỉ có chính hắn mới có thể nghe được nhỏ giọng mở miệng. Chuyện mở công ty đã xong, như vậy kế tiếp chính là lúc toàn lực khai phá trò chơi. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra màn đạn võng, nhìn cái kia một đống lớn 99, cũng có chút đau đầu. Nhìn lướt qua tin nhắn riêng, vẫn là không có mấy nhà đầu tư đến liên hệ, xem ra ở thế giới này, dù là khủng bố trò chơi có nhân khí, cũng như cũ không có công ty sẽ xem trọng A. À. Điều này cũng làm cho mạnh thư đối với thế giới này khủng bố loại hình có cái càng sâu đối đãi So sánh với các loại trò chơi khác, trò chơi kinh dị trước khi hoàn toàn nóng bỏng rất khó hấp dẫn những công ty lớn kia mạnh thư lắc đầu đây cũng là chuyện đương nhiên nếu là đem rừng rậm âm u đổi thành cái khác tỉ như đổi thành sứ mệnh triệu hoán hoặc là cực phẩm đua xe lấy nhiệt độ trước mắt mà nói chỉ sợ đã có người nguyện ý đầu tư mạnh thư thở ra ngồi trên ghế xoay tròn một vòng hắn cần tiền hắn muốn làm phiên bản vr mà hắn cũng có phương pháp chế tác phiên bản vr mạnh thư tin tưởng dưới sự trợ giúp của hệ thống làm ra trò chơi vr chất lượng tuyệt đối so với thế giới ban đầu càng mạnh càng chân thật cũng nhất định có thể ở trong trò chơi v này cũng không nổi bật thậm chí vô hạn là không trong thế giới nhất lên cùng phong sóng to bất quá hắn cũng không phải là không có cách nào nếu không có đầu tư không có tiền vậy tại mình đã có công ty điều kiện tiên quyết cũng chỉ còn con đường kia mạnh thư ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà lấy lại bình tĩnh bắt chéo chân. Đó là thử nghiệm EA, tức là dành phiên bản thể nghiệm trước. Đơn giản mà nói, chính là trực tiếp đem trò chơi chưa hoàn thành, còn đang trong giai đoạn khai phá lấy ra bán. Sau đó một bên kiếm tiền, một bên khai thác, giảm bớt căng thẳng tài chính, không đến mức không có tiền khai thác. Phương pháp này trong thế giới ban đầu là một hình thức tương đối phổ biến. Ví dụ như Cyberpunk 2077 chính là lên kệ trước hơn một năm, để cho người chơi đặt mua trước, sau đó dùng tiền bán đi tiếp tục phát triển, giảm bớt vấn đề tài chính. Còn ví dụ như bốt chi môn 3, sớm tuyên bố phiên bản EA, 298 tệ, còn bán không ít, nhưng thẳng đến khi hắn xuyên Việt cũng không thấy được phiên bản chính thức. Giống như loại này một bên bán, một bên làm phát hành phương thức, tại nguyên lai thế giới trong nước, nuôi lên vài cái làm trò chơi công ty nhỏ. Ví dụ như mô phỏng tu tiên không dậy nổi, thái ngô hội quyển, kiếm trường sinh, kế hoạch đái xăm cầu VV chính là dựa vào phương thức dành trải nghiệm trước để giải quyết vấn đề tài chính giai đoạn đầu. Cũng trong lúc bán ra, không ngừng dùng tiền kiếm được, hoàn thiện trò chơi, khai phá nội dung mới, khiến cho cho dù là phiên bản EA chưa làm xong, tỷ lệ online của các người chơi cũng vẫn rất cao. Trong thế giới này, có một nền tảng phần mềm và trò chơi toàn cầu được gọi là Cyber nền tảng này sau khi được trung quốc đại lý dựa theo phiên dịch âm thanh đổi tên thành cyber platform nền tảng mạng internet rất giống với nền tảng hơi nước của thế giới ban đầu trên đó cũng có rất nhiều trò chơi trong và ngoài nước nhưng khác biệt chính là hoa quốc đã có đại lý bản địa bởi vậy trò chơi trong nước muốn lên mạng internet cần đưa ra thẩm vấn lấy số bản cũng may thế giới này cũng không có nhiều khuôn sáo trói buộc như vậy trò chơi đưa thẩm vấn ở chỗ này là một quá trình phi thường bình thường cũng sẽ không xuất hiện tình huống vừa thẩm vấn chính là một năm chỉ cần không liên quan đến chính trị hoặc là xuất hiện làm người ta khó chịu nội dung cho dù trong trò chơi có màu đỏ máu có quỷ quái linh dị cũng cơ bản có thể thông qua bắt được tương quan tư chất chứng minh có thể nói trong thế giới này khuyến khích rất lớn sự phát triển đa hướng của nhân viên trò chơi mạnh thư quyết định đi vừa bán vừa làm con đường này sau đó chờ phiên bản chính thức bán ra, cùng nhau mang theo phiên bản V, làm cho các người chơi chấn động, dân hiến giá trị kinh hải cho hắn. Về phần nền tảng máy chủ, khẳng định cũng phải cấy ghét, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá loại chuyện này, hắn dự định chờ sau khi có đủ tài chính, tuyển người đi làm. Dù sao phí rút thăm của nền tảng cũng không thấp, không có tiền là thật sự không được. Mặt khác còn có một việc, đó chính là nhiệt độ của trò chơi, có chút giảm xuống. Mạnh thương nhìn số liệu video phía sau sân khấu hiện ra xu thế xuống dốc, không khỏi nhíu mày. Nhưng lập tức có chút thoải mái, nghĩ thầm cũng quả thật sẽ như vậy. Dù sao hiện tại trên Internet có rất nhiều thứ thú vị, rất dễ dàng có thể dời đi sự chú ý của mọi người. Một khu rừng âm u của bạn có lẽ đã thu hút sự chú ý khổng lồ trước đó, nhưng nếu không có bản cập nhật tiếp theo để duy trì nhiệt độ và tính dính của khán giả, sẽ chỉ càng ngày càng lạnh mạnh thư muốn phát triển phiên bản vr cần phải kiếm tiền từ trò chơi bán thành phẩm của ea nhưng nếu là nhiệt độ không đủ danh tiếng không rộng rất có thể trò chơi thượng giá chính là bạo tử cho nên trước khi lên mạng phải có đủ nguyên liệu để hấp dẫn người chơi để người chơi cảm thấy hứng thú trải đường cho người chơi và hãy để người chơi tin rằng trò chơi của bạn đang được phát triển ổn định như vậy mọi người mới có thể cam tâm tình nguyện bỏ tiền ủng hộ Nghĩ vậy, Mạnh Thư nhắm mắt lại, ở trong hệ thống nhìn lên âm u rừng rậm bổ sung tư liệu thực tế tài nguyên. Trước mắt còn có một cái tuyên truyền CG, cái này không thể phát, cái này phải để lại đến khi trò chơi lên kệ mới phát. Còn có gói nhạc gốc, cái này kỳ thật có phát hay không cũng không sao cả, bên trong cũng không có âm nhạc làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Như vậy còn lại, chính là khái niệm thiết kế và tài nguyên mỹ thuật của trò chơi. Nhìn hai thứ này, Mạnh Thư dựa lưng vào ghế, nhắm mắt trầm ngâm. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu. Dần dần, bên ngoài công ty truyền đến tiếng nói chuyện, tựa hồ đã đến giờ tan tầm. Cũng đúng lúc này, Mạnh Thư mở mắt, trong lòng đã xác định nội dung chuẩn bị công bố. Ở cái này khủng bố loại hình lạc hậu trong thế giới, âm u rừng rậm nhân vật cùng quái vật tạo hình, hẳn là sẽ rất mới lạ đi. Hết chương này. Chương 9 Quái vật tạo hình hình công bố. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Quái vật tạo hình độ công bố câu lạc bộ thiên tai thứ tư là trang web trò chơi lớn nhất nước Hoa. Ở đây, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thông tin trò chơi và tin tức ngành nghệ mới nhất. Rất nhiều hướng dẫn trò chơi chất lượng cao, bài viết đánh giá, cùng với số trang chuyên đề trò chơi vô tận còn có tiểu biên tập trang web lựa chọn kỹ lưỡng hình động chạm cát và hình động tình cảm mềm mại để điều chỉnh khẩu vị. Nhiều nội dung như vậy, hơn nữa bản thân trang web đã có chức năng bình luận và khu giao lưu tương tác, trực tiếp khiến cho câu lạc bộ thiên tai thứ tư này trở thành trang web giải trí số một để rất nhiều người chơi hiểu rõ tin tức trò chơi và thả lỏng tâm tình, hơn nữa lượng truy cập mỗi ngày đều cao đến kinh người. Mà hôm nay, trong đề tài nóng hổi, một bài cột mang dấu hiệu ngọn lửa được đưa lên cao hấp dẫn vô số cư dân mạng chú ý. Nội địa khủng bố trò chơi tâm u rừng rậm quái vật tạo hình công bố, chú ý. Cư dân mạng nhìn thấy tiêu đề này, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Dark Forest là gì? Trò chơi kinh dị. Ở bây giờ cái này trò chơi khủng bố ai đụng ai chết niên đại, dám làm cái này loại hình, cái nào không xưng một tiếng đầu thiết qua. Hơn nửa nửa câu sau của tiêu đề còn nói, người tâm lý không thích hợp cẩn thận một chút. Ha ha. Khinh thường ai? Tưởng kiến thức của đông đảo cư dân mạng đùa giỡn với anh sao? Ai không có nhiều năm kinh nghiệm chơi game? Trên chiến trường, trên vũ trụ, nơi nào người chơi chưa từng đi qua? Đối thủ nào chưa từng đánh? Còn sợ trò chơi khủng bố không biết sâu cạn này sao? Chẳng lẽ tạo hình địch nhân của ngươi còn có thể chơi ra hoa? Vì thế, một trò chơi khủng bố khiến người ta tò mò, cộng thêm tiêu đề khiêu khích 10 phần này, nhất thời khiến một số cư dân mạng chưa từng chơi thử không chút do dự nhấn vào thầm nghĩ tìm tòi đến tột cùng nhìn xem rốt cuộc là thiết kế quái vật như thế nào kết quả tấm hình đầu tiên đã không chỉnh được cư dân mạng đó là một thân cây nói chính xác là một thân cây chọc trời lâu chủ còn cố ý đánh dấu tên gọi là đại thụ gia người từ đặc tả cục bộ trong bản đồ đến xem không khó tưởng tượng thân cây này rốt cuộc khổng lồ đến trình độ nào tấm bản đồ này ảm đạm thất sắc không có lá cây xanh biếc cũng không có đám mây bầu trời xanh biếc toàn bộ bức tranh giống như mất đi màu sắc tràn ngập màu xám vô vọng và điều thực sự khiến cư dân mạng cảm thấy khó chịu là lớp vỏ của cây khổng lồ này giống như tên gọi được tạo thành từ hàng trăm hàng ngàn cơ thể con người bọn họ có nam có nữ có già có trẻ toàn thân trần trụi tựa hồ đang thừa nhận thống khổ cực lớn da thịt trên người đã trở thành vỏ cây thân thể cũng đã hoàn toàn dung nhập vào trong cây cối, lộ ra trên đầu, ánh mắt trống rỗng, miệng hơi nhếch tự hồ đang kêu trên vô tận. Thay vì nói là thân thể con người hợp thành cây cối, chẳng bằng nói giống như cây cối mọc ra túi sưng hình người. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái cây này đang ăn thịt người. Đang tiêu hóa máu thịt. Bởi vì thân cây hướng lên trên, đã không nhìn thấy những người đó thân thể, chỉ còn lại có từng viên da bọc xương tự như đầu, giống như khối u, kết ở vỏ cây mặt ngoài. Cư dân mạng tuy rằng mỗi người đều có nhiều năm kinh nghiệm trò chơi, nhưng đến nay, đối mặt đều là một ít đối thủ AI hình người, cho dù có quái vật, cũng là một ít chó A, sư tử A các loại thường thấy, sẽ không cảm thấy bài xích quái vật. Ở đâu đã từng thấy loại tạo hình kỳ lạ này? Chỉ là nhìn cũng làm cho da đầu bọn họ tê dại, vì thấy nhau nhau bình luận phía dưới tấm bản đồ này. Mẹ nó, một cái demo cũng đã đem ta dọa ra giáp kháng hiện tại ngươi nói cho ta biết chính thức bản bên trong còn có loại này khủng bố đồ chơi trong nháy mắt nhìn thấy thứ này ta liền biết trò chơi này là tới rèn luyện năng lực chịu đựng của ta thứ này nhìn tựa như bốt trời ạ à, nên dùng vũ khí gì đánh quái vật này a à? nhìn thấy bản đồ này với tư cách là một người chơi thử bản ta đã không cách nào tưởng tượng bản chính thức đến tột cùng sẽ có bao nhiêu dọa người làm ra quái vật như vậy tạo hình hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào tại sao phải làm ra loại này dọa người chơi trò chơi. Tuy nhiên cư dân mạng biết đây chỉ là một trong những tạo hình quái vật, phía dưới còn có nhiều hơn. Vì vậy, họ nhìn thấy biểu đồ thứ hai và sụp đổ ngay tại chỗ. Tên thật Quân cao mang tấm bản đồ thứ hai này là một đoàn sinh vật nhuyễn thể màu thịt, có chứa chất lỏng sền sệt. Hơn nữa rõ ràng là một cái đầu đặc tả. Nhưng ở giữa cái đầu này, có thể thấy rõ ràng, hàm răng cùng xương mũi đã sớm không còn máu thịt bao bọc trong khối thịt mềm kia, tầng tầng nếp uống tự như làn da lão niên lỏng lẻo, khó có thể nhìn thẳng. Cảm giác ghê tẩm lập tức nảy sinh trong lòng cư dân mạng. Chất lỏng sền sệt trong bản đồ còn kéo ra sợi dính giữa da và hộp sọ. Xuất tu trong suốt đặc biệt hơi rũ xuống, đỉnh rồi lại là con ngươi thuộc về nhân loại, đang chết nhìn chầm chầm các cư dân mạng trước màn hình, làm cho bọn họ không khỏi sau lưng phát lạnh đây cũng là bốt sao thật ghê tởm nhìn thấy xúc tu của hai con mắt kia tôi muốn giơ tay bóp nát đây là ốc sên nuốt người hay là người biến thành ốc sên trên lầu xem ra là da người biến thành khối thịt ốc sên cho nên thoạt nhìn giống như ốc sên nuốt người quá khó chịu ta liền nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn nhưng không trở ngại ta ở trong trò chơi đem nó đánh nổ demo bên trong cái kia bò sát quái vật đều có thể đem ta dọa đến, chính thức bản bên trong lại còn có nhiều như vậy tạo hình quỷ dị đồ chơi. Sau khi trải qua hai tấm thiết kế tạo hình trước rèn luyện, sức chịu đựng tâm lý của cư dân mạng đại khái có một chút tăng lên, nhưng khi nhìn thấy tấm hình thứ ba, bọn họ lại một lần nữa gánh không nổi. Họ tên Tiếu Phu Nhân Đây là một cái nằm ở trên giường, toàn thân trần trụi mà hình thể to lớn mập mạp nữ nhân tứ chi của nàng thon dài đáng sợ, ngón tay cũng bén nhọn giống như móng vuốt sắc bén, cực kỳ không bình thường. Thân thể cùng đầu dị thường sưng tấy, thật giống như tích đầy nước bong bóng đồng dạng, căng phòng nang. Cả người nàng dơ bẩn không chịu nổi, hai ngực trụ xuống, không có bất kỳ bộ dáng nào có thể làm cho người ta miên man bất định. Nàng thất thần nhìn chầm chầm bầu trời, trong mắt ảm đạm thất sắc, không hề có hy vọng. Mái tóc dài xõa tung đã sớm giống như cỏ khô, kết thành khối, mất đi ánh sáng. Bởi vì thần thái rất thật, mà cũng đủ đánh sâu vào cảm quan của con người, cư dân mạng nhau nhau chăm chọc. Một lần nữa định nghĩa lại chữ tiếu. Được rồi, trò chơi này ngoại trừ người chơi điều khiển nhân vật chính bên ngoài có phải hay không liền không có một người bình thường. Đừng gọi là hắc ám xâm lâm nữa, đổi tên thành quái vật xâm lâm đi. Những quái vật này tạo hình rất ngon. Ta hiện tại có thể ăn hai chén cơm có chút chịu không nổi, nhìn thấy quái vật này, tự như nhìn thấy bạn gái của ta. Nhìn những hình ảnh này, đột nhiên đối với trò chơi này ông ấp rất lớn chờ mong. Hy vọng phiên bản chính thức có thể bảo trì cùng demo đồng dạng chất lượng. Ngoại trừ ba tấm này, phía dưới còn có vài tấm thiết kế tạo hình quỷ dị kỳ lạ. Lũ mang rợ với cái đầu mọc chồi cây. Có quái đầu thân nứt làm hai nửa, chỉ dựa vào nửa người dưới bụng nối liền với nhau còn có người nắm cả người do từng đóa nắm tạo thành. Cùng với oán linh quỷ quái nữa trong suốt cùng nữ yêu tóc tai bù xù cùng quả đen nhất thể báo tan. Thiết kế tạo hình của những quái vật này vô cùng kỳ lạ lại mới mẻ độc đáo, quả thực khiến cho cư dân mạng cảm thấy kinh hãi thị giác không giống nhau, khiến cho một vòng thảo luận mãnh liệt về rừng rậm âm u mới, vả lại những người chưa từng chơi thử đều chạy tới đau loa, muốn tự mình cảm thụ một chút cái gọi là khủng bố. Ngoài ra, mạng lưới bom đạn cũng rất náo nhiệt bởi vì những quái vật này tạo hình đầu tiên chính là lưới đạn ngày thứ tư câu lạc bộ thiên tai chẳng qua là đăng lại dưới động thái tài khoản của mạnh thư người chờ mong trò chơi bán ra nhiều hơn một người thực tế biểu diễn để cho bọn họ thấy được bộ dáng đại khái của trò chơi này thử chơi demo để cho bọn họ thể nghiệm áp lực khủng bố trong đó hiện tại lại công bố loại tạo hình quái vật chưa từng có trong ngành trò chơi này trực tiếp kích nổ quần thể người chơi nhào nhào yêu cầu người chế tác thước quan khẩn cấp khai phá không thể chờ được. Một số nhà máy vô lương tâm nhìn thấy xu thế này, không nói hai lời, trộm tư liệu thực tế video của rừng rậm âm u, dùng vào quảng cáo trò chơi của nhà mình. Mà lúc này Mạnh Thư đã đem trò chơi cầm đi đưa thẩm vấn, không có gì bất ngờ xảy ra đại khái một tuần là có thể có kết quả, bởi vì thế giới này cùng thế giới ban đầu cũng không giống nhau, sẽ không cố ý áp chế những tác phẩm này. Cho nên hiện tại hắn đang ở trong phòng mình phát triển nội dung chương 2 không rõ ràng lắm trên Internet bởi vì tạo hình quái vật công bố mà dẫn phát vòng đề tài náo nhiệt thứ hai. Hết chương này. Chương 10 Bản hào cấp cho, đến tiếp sau kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Bản hào phát ra, kế hoạch tiếp theo bắt đầu 7 giờ tối, mạnh thư thắt tạp về, chuẩn bị làm cơm tối. Từ xuyên việc tới một ngày kia buổi tối sau khi tiểu lộ thân thủ, mùi mùi liền là hét muốn ăn chính mình xào đồ ăn. Cho nên từ đó về sau, mỗi buổi tối gánh vác trọng trách, liền từ mẫu thân luân phiên đến trên người mạnh thư. Mà mỗi đêm xào ra đồ ăn, đều có thể làm cho mạnh tiểu nhiên nha đầu này ăn đến miệng đầy dầu mỡ, làm cho hắn cũng bắt đầu lo lắng nha đầu này có thể hay không ăn thành một tiểu mập mạp. Mà đêm nay, dưới ánh mắt tràn đầy chờ mong của cô, Mạnh Thư chuẩn bị làm một món thịt đùi gà khô cùng đậu hũ ma bà cùng với đầu sư tử cho cô nếm thử. Ngay khi anh chuẩn bị thái rau, Mạnh Tiểu Nhiên đột nhiên tò mò lên tiếng hỏi về chuyện công việc. "Lão ca ngươi còn chưa tìm được việc làm sao? Hai ngày trước em thấy anh mỗi ngày đều chạy ra ngoài, còn tưởng rằng anh đi phỏng vấn." "Mạnh Thư." Tay cầm dao phay của Mạnh Thư dừng lại, đưa lưng về phía cô, nhếch khóe miệng mỉm cười. "Nhà đầu này còn tưởng rằng đoạn thời gian trước đi ra ngoài tìm công ty là đang tìm việc cho mình chứ. Ngẫm lại cũng đúng. Mình đã 24 tuổi rồi, còn cả ngày ở nhà không ra khỏi cửa, người trong nhà hỏi đến cũng bình thường. Ôi! Dù sao tình hình kinh tế trong nhà rất không lạc quan, lớn như trạch nam, công việc tìm không thấy, nhỏ chân bị thương, học còn không đi học được. Hiện tại trong nhà còn nhỏ, cư nhiên còn phải dựa vào nhị lão lớn tuổi. Nói ra, đều sẽ bị người ta nhìn không nổi lão ca nếu là công việc khó tìm ngươi liền đi làm truyền hình trực tiếp đi ta xem hiện tại rất nhiều người dẫn chương trình chơi trò chơi đều rất nước không có kỹ thuật gì thuần túy đồ cái vui à nếu không ngươi cũng thử một lần mạnh tiểu nhiên nhìn anh trai mình nhỏ giọng hỏi nghe được mạnh thư đầu đầy hát tuyến tôi đường đường là tần hiên từng được tạp chí thời đại khen là doanh nhân thành công trẻ tuổi nhất đương đại từng xuất hiện vài nhà chế tác thiên tài trò chơi nổi tiếng đi làm người dẫn chương trình hắn lắc đầu sẽ có công việc ca ca cũng không có ở nhà nhàn rỗi yên tâm đi nha đầu ca ca nhà ngươi cũng không phải bùn nhão mạnh tiểu nhiên vừa nghe nhất thời sắc mặt xấu hổ em biết anh trai rất lợi hại giống như anh biết nấu cơm vậy làm cho em rất giật mình em biết anh trai khẳng định không phải là người nhàn rỗi giờ này khắc này hoảng loạn mạnh tiểu nhiên từ bình thường xưng hô lão ca biến thành ca ca có thể thấy được nàng hiện tại có bao nhiêu ngượng ngùng mạnh thư chỉ cười cười không để ý cũng không quay đầu lại được rồi mau về phòng đợi đợi lát nữa xào rau khói dầu rất lớn mở máy hút thuốc cũng vẫn có một ít em thích sạch sẽ như vậy không sợ à ừ chờ anh gọi em nha ca ca mạnh tiểu nhiên nhanh chóng mượn cái này xuống dốc khập khiển rời đi trên mặt còn hơi có chút nóng lên vẻ mặt ngượng ngùng mà Mạnh Thư thì vung dao phay lên, róc xương đùi gà. Chuyện mở công ty, anh không nói với bất cứ ai. Cha mẹ, em gái, bạn bè, bạn học một người cũng không biết. Hắn bây giờ, còn cái gì thành tích đều không có, mạo hiểm nói mình mở công ty sẽ chỉ là làm cho người ta lo lắng. Giờ anh ta là gì? Tốt nghiệp đại học không bao lâu mà thôi. Nói mình mở công ty. Ai sẽ tin tưởng một người không có bằng đại học chính quy như hắn? có bản lĩnh gây dựng sự nghiệp. Cho nên bây giờ vẫn là chờ hắc ám xâm lâm lên giá rồi nói sau. Mạnh Thư không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm nấu cơm. Lại một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tạo hình quái vật được công bố, khiến cho số liệu biểu diễn trên mạng lại tăng vọt. Công suất phát lên tới 1.775 v đúc. Trực tiếp đứng hàng thứ nhất toàn trạm hơn nữa dẫn tới rất nhiều chủ nhân và người chơi nhau nhào ra video du ngoạn của mình. Bây giờ chỉ cần tìm từ khóa, rừng rậm âm u này, là có thể đi ra 14 trang video liên quan. Đương nhiên, xếp hạng thứ nhất vẫn là mạnh thư tự mình tuyên bố cái kia thực cơ biểu diễn, sau đó mới là một cái gọi là tể tổng video, hơn 240 v lượng phát. Ngoài ra, lượng download bản demo trong đĩa mây cũng đạt tới 28 v So sánh lượng phát video bởi vậy có thể thấy được. Người chơi vân và người không chơi trò chơi, vẫn không ít. Mạnh thư nhìn lượng đao loạt 28 v đúc này, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như 28 người này là người mua trò chơi thì tốt rồi. Anh ta tùy tiện đặt giá bán 59 tệ, cũng có thể kiếm được hơn 16,5 triệu. Cho dù trừ đi ba phần trăm rút thăm của nền tảng mạng, vậy cũng có hơn 11,5 triệu. Nghĩ vậy, tay mạnh thư gõ bàn phím cũng không tự chủ được nhanh hơn nhưng đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên sáng lên một tin nhắn kèm theo tiếng nhắc nhở vang lên mạnh thư tiện tay cầm lên nhìn còn tưởng rằng là một tin nhắn tuyên truyền hoặc lừa đảo kết quả chỉ liếc mắt một cái liền không dời đi được tin nhắn trong điện thoại di động chữ không nhiều lắm nhưng rõ ràng nói cho anh biết hắc ám xâm lâm xét duyệt thông qua hiện tại hắn cái này khủng bố trò chơi ở hoa quốc có bản hào của mình có được tương quan tư chất chứng minh còn nhận được pháp luật bảo hộ có thể quan minh chính đại tuyên truyền mạnh thư lúc này trong lòng vô cùng kích động số bản a trong thế giới ban đầu bởi vì một số lý do hạn chế trò chơi đơn giản muốn được xét duyệt thông qua đó là vô cùng khó khăn không chỉ có nội dung nhạy cảm ngay cả thời gian chờ đợi cũng rất dài có chút trò chơi công ty tân tân khổ sở làm ra một cái trò chơi cầm đi đưa thẩm vấn kết quả bởi vì xét duyệt thời gian quá dài bản hào còn không có xuống tới công ty cũng đã gánh không nổi đóng cửa mà tình huống như vậy còn rất thường thấy mạnh thư chính mình dẫn dắt đoàn đội khai phá mấy cái trò chơi cũng liền hai cái võ hiệp lấy được bản hào cái khác toàn bộ lên hơi nước bình đài mà hiện tại loại đề tài này khủng bố tiểu hài tử chơi trò chơi chỉ có thể mở mắt ngủ lại qua thẩm vấn đối với người đã trải qua mùa đông giá rét như hắn mà nói, là vui sướng bực nào. Hắn hiện tại, trong lòng chỉ có một câu, hơn nữa đã không kịp thốt ra. Giá trị kinh hải. Các ngươi những người chơi này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sau đó lập tức bắt đầu bước kế hoạch tiếp theo. Trước mắt trò chơi đã khai phá đến chương thứ hai 90%, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành chương thứ hai toàn bộ nội dung, chờ làm xong cùng tiến lên mà chương thứ ba cũng chính là chương cuối nội dung thì phải so với hai chương trước ít hơn rất nhiều thời gian hẳn là sẽ không khai phá quá lâu hắn hiện tại muốn làm chính là liên hệ cyber platform tại trung quốc đại lý ký xuống hợp đồng hiệp nghị lên giá trò chơi sau đó nhân lúc còn nóng công bố đoạn phim quảng cáo cg còn lại sau đó nhanh chóng công bố phiên bản trải nghiệm đầu tiên của trò chơi và lựa chọn thời gian bán ra cuối cùng dùng tiền kiếm được chiêu mộ hiền nạp sĩ, liên hệ với các nền tảng chơi game khác và cấy ghép trò chơi, sau đó chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Dù sao dùng giá trị kinh hải mua trò chơi là không bao gồm thử chơi demo, tài nguyên mỹ thuật, sáng tác nhạc gốc. Mà những thứ này, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng có thể làm, chính là sẽ rất tốn thời gian. Thay vì như vậy, không bằng tuyển người đến làm, tiết kiệm thời gian phí tổn. Mặt khác, hắn còn có một ý tưởng chính là ở phát triển một trò chơi kinh dị kiếm giá trị kinh hải, đồng thời phát triển các loại trò chơi khác kiếm tiền. Trò chơi chính của thế giới này là Gun giờ buông. Như vậy trước không nói phía sau xe cùng bóng, chỉ là súng, cũng đã nhiều đến đến không hết. Chỉ riêng ngôi thứ nhất là GPS, đã có hệ liệt, sứ mệnh triệu hoán, lừng lẫy, hệ liệt, chiến địa mà mọi người đều biết, đều là trò chơi tuyến tính vô cùng sảng khoái. Đương nhiên, thế giới này cũng có sảng khoái tương tự, hai người này có thể không chiếm được bao nhiêu ưu thế, chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Bất quá không sao, tuyến tính thình thịch không thỏa mãn được, vậy thì thế giới mở mang nguyên tố RPG thình thịch lên sân khấu. Ví dụ như bộ sưu tập cô đảo kinh hồn, vô chủ chi địa, cùng nộ, vân vân. Nếu không đủ, còn có khủng hoảng đảo đơn độc, mang nguyên tố khoa học viễn tưởng, dết vòng vây, anh hùng sam, tổng bộ đức, chiến sĩ hủy diệt, v.v. V thậm chí còn có nguyên tố sinh tồn khủng bố con đường cầu sinh, tàu điện ngầm, kỳ binh sinh hóa, tìm hành giả vân vân. Đây vẫn chỉ là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất, nếu cộng thêm trò chơi bắn súng góc nhìn thứ ba, lượng này phải tăng gấp mấy lần. Ngoài những tác phẩm tiếp theo này, còn có rất nhiều tác phẩm độc lập chỉ có một. Dù là trong đó có một số trò chơi bởi vì bán ra niên đại lâu đời mà có vẻ chất vẻ lỗi thời, nhưng dưới sự trợ giúp của hệ thống hắn vẫn có thể chế tạo ra hình ảnh thời đại thứ hai để cho toàn bộ tác phẩm rực rỡ hẳn lên mạnh thư vô luận thấy thế nào đều cảm thấy có thể đem trò chơi thời đại trước mắt treo lên đánh thậm chí còn có thể mượn câu danh ngôn tương đối kinh điển của thế giới ban đầu một người có thể đánh cũng không có hết chương này